Chị ơi, em nói lại về rồi đây. Hôm trước bán rót phê luôn đây các chị ơi. Hôm nay em về cho mọi người là 500 con. 500 con nhá mọi người nhá. Đây là hôm trước chị gái làm ạ. Hôm trước chị gái làm mà chưa được chốt cái túi này. Hôm nay vào săn luôn cho em nhá. Đấy, hôm nay về cho mọi người số lượng lớn này. Hơn 100.000 đồng thôi. Hơn 100.000 đồng và túi sách này của em là hàng Quảng Châu ạ. Em không có bán hàng Việt Nam đâu. Nên là mọi người yên tâm nhá. Ba tông màu để cho mọi người lựa chọn phê chưa? Và giá lô này nó còn rẻ hơn cả lô trước luôn. Đấy, lô trước là các chị đang được đeo đầu đúng không ạ? Lô này nó sẽ rẻ hơn so với lô trước. Lô trước em bán cho mọi người là 179.000 đồng đã rất là rẻ rồi. Lô này còn rẻ hơn nữa nhé mọi người nhá. Các chị chấm bài viết chia sẻ livestream của em đi nào. Các chị chấm bài viết chia sẻ livestream của em nhá. Một lần này, mỗi chị gái cho em xin một lúc chia sẻ một lần về trang cá nhân và hai lần trên hội nhóm lớn nhá. Hôm nay rất là nhiều áo len xinh và nó vừa mỏng mỏng thôi, nó không bị dày quá để các chị diện luôn thời tiết thu này nhá. Ví dụ như áo đang mặc này. Áo đang mặc hôm trước em bán phiên bản ngắn tay đến đây này. Đã là 119 rồi, áo xài tay lại bán rẻ hơn được cho mọi người luôn. Đấy được chưa? Hôm nay cực kỳ nhiều hàng xinh giá rẻ cho mọi người luôn nhá. Set này rất là nhiều mẫu xinh cho mọi người luôn. Các chị hộ em một lúc chia sẻ đi nào các chị ơi. Hôm nay về set cho mọi người luôn này. Hôm nay về set nhá, rồi là áo này. Toàn áo là 65.000, 75, 80.000 đồng thôi nhá mọi người ơi. Cardigan xuất sắc viền hồng em hết hàng rồi chị ơi. Đơn gọi chốt đơn hôm nay đi hàng chưa rồi nhá. Đơn em đã gọi điện chốt đơn thì là đi đơn rồi. Một cái set hai chi tiết này mọi người này, hơn 100.000 đồng tẹo thôi, hơn 100.000 đồng một tẹo duy nhất mọi người nhá. Đây là tiếp theo này, áo này. Cái áo này là hôm trước nhà em đã bán là hôm trước em đã hết sạch hàng rồi và em bán là cái lô đấy của em là hàng gọi là cái form nhỏ cơ. Lô này em về cho người form to hơn này, đẹp chưa? Bảng màu rất là xuất sắc luôn cho người luôn. Và vẫn giá không đủ cho người thôi nhá. Mọi người đẩy view lên giúp em đi nào. Áo cổ tròn này hot lắm lắm luôn ấy. Và các chị thấy nhà nào bảng màu đẹp xuất sắc như này em chưa? Tiếp theo này, cái áo này là hôm trước em đã bán quá trời quá đất rồi. Hôm nay em về thêm cho mọi người nhá. Hôm nay là em về thêm cho mọi người thêm cái màu úa này, đẹp chưa? Hôm nay nhiều mẫu xinh lắm. Cực kỳ xinh và rẻ luôn cho mọi người luôn này. Tiếp này, cái này là hôm trước em đã ui dồi ôi, cái phiên bản dài tay rồi, đừng có bỏ bộ nó đóng hết đi rồi nhá. Màu úa hết đâu rồi, màu xanh đâu. Hôm nay có cái màu xanh ở dưới nhà ấy, ở dưới tầng 1 đây. Tao cầm trang này, mới là cả vét nữa ở dưới tầng 1. Hôm nay em sẽ bán vét luôn cho mọi người luôn nhá. Hôm nay gì cái gì cũng rẻ luôn. Các chị biết kéo đây bao tiền không? 68.000 đồng một áo. Mua 2 áo trở lên là 65.000 đồng. Hôm nay em nhung biếu tặng mọi người luôn nhá. Hôm qua là không được gặp các chị rồi, hôm nay là lên gọi là banh ngóc là nhà luôn cho mọi người luôn. Đẩy view lên cho em đi nào. Trên 1k người xem đi nào mọi người ơi. Mỗi chị gái cho em xin một lúc thả tim thả like kéo tương tác nhẹ nhá. Chị gái nào ở bên top top thì qua trang cá nhân của em là Nhung Bi thời trang giá rẻ luôn. Đấy, qua trang cá nhân của em là Nhung Bi thời trang giá rẻ. Các chị chốt đơn nhá. Đây các chị ơi vào xem này. Trời ơi, 68.000 đồng một áo và mua 2 áo trở lên là 65 nhá. Thề cái áo này mới là rẻ này mọi người ơi. Thề cái áo này mới là rẻ này. Cái áo này các chị cầm vào nó gọi là sướng tay ra man luôn đấy mọi người biết không ạ. Áo này các chị nhìn chất này. Thề chưa? Form to, form rộng, form trùng mông. Áo này là form to nhá, 75-80 cân mặc vừa. Em zoom gần cho mọi người xem chất màu trắng này. Chất giấy nhá, chất này là chất len Montoki giấy nhá. Rất là mềm và không hề nhăn một tí nào luôn. Và mặc thời tiết này gọi là quá là sương sương luôn. Được chưa? Áo này rất là rẻ luôn. Cũng chỉ có mấy chục nghìn đồng cho mọi người thôi. Con này đang hot lắm luôn ấy. Đang rất là hot trên thị trường nhá. Về một phát là khách xỉ nha em. Là em về được mỗi màu 100 mà khách xỉ nha em. Bốc là trong nhà em hiện tại là chỉ còn tầm 200, hơn 200 con. Hơn 200 con thôi nhá mọi người ơi. Bốc vào kinh khủng luôn ấy. Cái áo này này tranh nợ nhau luôn ấy. Mọi người cố gắng là thả tim thật nhiều cho em nhá. Chấm bài viết thả tim thật nhiều cho em để chốt đơn nhá. Bởi vì là đợt này là hàng gọi là số lượng có hạn. Nên là em đợt này là em có like bên top top mấy đâu. Em toàn để hàng ở bên trang cá nhân em bán thôi. Bởi vì là không đủ hàng để mà chốt cho người luôn ấy. Tiếp theo để cáo này luôn này. Áo này đang hot đúng không mọi người? Áo này đang hot đúng không ạ? Em bán cho mọi người 90 mấy nghìn đồng một áo thôi ạ. Em bán cho mọi người 90 mấy nghìn đồng một áo thôi nhá. Đấy, áo đang mặc là 115.000 đồng thôi. Không lại dài dằng vào việc nhanh luôn mọi người luôn. Bởi vì hôm nay rất là nhiều hàng xinh mọi người luôn. Đấy, khách đã
bắt đầu chốt áo cổ vuông từ từ nhá. Áo cổ vuông nhà em sẽ có hai phiên bản là ngắn tay và dài tay lên, các chị đừng căng mình vội. Khi nào em đọc tên mã hàng các chị hãng chốt đơn. Bây giờ các chị có chốt nhân viên nhà em, hệ thống cũng chưa vào đơn đâu. Các chị ơi, thụng trứng chưa? Bạn ơi cái ngắn tay để xuống dưới đi. À, dài tay để xuống dưới đi. Trời ơi các chị ơi, cái màu này thề mọi người hôm trước này. Chớp quá trời quá đất luôn, mẫu này em còn không dám đăng ảnh ở bên top top, thề luôn nhá. Thề luôn, bán mấy hôm nay rồi không dám đăng ảnh bên top top luôn. Chỉ để đủ để mà để hàng bán bên trang cá nhân. Này, màu xanh hôm nay về cho người xanh ngọc. Cái màu úa là cái tông màu em bán chạy nhất. Đây, không dám mặc đồ livestream bởi vì ở trong nhà em hiện tại là chỉ có 600 hàng thôi. Mà trong nhà đang thiếu quá trời đơn cái áo này này, hôm nay mới về được 600 hàng, vẫn đang nợ đơn của các chị. Ngày mai sẽ về thêm được hơn 1.000 hàng. Thì mai là em sẽ trả hết đơn của mọi người luôn nhá. Đây là, đấy đẹp chưa, 70 mấy nghìn đồng áo thôi. Mọi người nhanh tay, à từ từ em tặng quà đầu livestream, em tặng quà đầu livestream nhá. Đấy hôm qua là đã không được gặp các chị rồi nên là hôm nay sẽ bán luôn. Một cái túi sách hàng Quảng Châu, không phải là hàng Quảng Châu tát vào mặt em, được chưa? Không phải là hàng Quảng Châu tát vào mặt em. Lần trước em bán cho mọi người đã bao tiền ạ? 179.000 đồng đã rất là rẻ rồi. Bây giờ em bán cho mọi người bao tiền ạ? 159.000 đồng. Được chưa? 159.000 đồng. Hôm nay em về cho người 500 con. Hôm trước chị gái làm mà chưa được chốt, hôm nay banh lắp luôn cho các chị luôn nhá. 159.000 đồng và cái túi này nhá, em còn chưa cả nhận đơn xỉ luôn. Nên các chị yên tâm là các chị gái nào cũng sẽ có phần luôn này, chất này. Trời ơi, mẫu này các chị yêu em là T2. Con này các chị không chia sẻ em không chốt được đơn nhá. Con này các chị không chia sẻ em không chốt được đơn. Bởi vì làm sao? Bây giờ các chị đi ra chợ xanh, đúng không? Các chị ra chợ xanh, các chị mua một cái túi sách hàng Việt Nam đã là 180-200 rồi. Đây một cái túi sách hàng Quảng Châu em cam kết cho người bóc hàng ra kiểm tra hàng. 159.000 đồng. Rồi ôi chị ngân tu ti nhanh thế, đã T2. Mình đã đọc là T2 đâu. Chứng tỏ là lần trước là các chị đã bị chót sượt cái mã T2 này đùa đúng không? Mẫu này các chị ghi thôi là T2. À từ từ bảo bạn ơi để cho tớ cái này lên tớ tặng quà đầu livestream đi. Quần đùi có sai cứ từ từ em sẽ lên lần lượt, các chị cứ từ từ thôi em. Em có ít hàng lẻ sai lẻ số là em sale rẻ cho người luôn. Cái bộ này là các chị ơi, đây là những cái bộ mà em chỉ còn lẻ sai lẻ số em bị bom nhá các chị nhá. Em bị bom này các chị này. Đây nhá. Đâu chồng em đọc đây. Đây này các chị này. Đây, ok cái váy này này, váy này em bị bom về một chiếc giày đẹp như này luôn. Em tặng các chị 79.000 đồng nhá. Váy này bác nào cao to hãng mua nhá. Váy này bác nào cao to hãng mua, các chị ghi hay là tặng ghi là gì nhỉ? Đầu like đi, đầu like 79.000 đồng đúng một con thôi này các chị ơi. Tiếp theo này, bộ bò này các chị ơi, bộ bò này em bị bom về một chiếc. Bộ bò em bị bom về một bộ nhá. Bộ này là em nhập trên 100.000 đồng, tầm 150, 140, 140, 150, 160 em không nhớ chính xác. Nói chung là em mà nhập được dưới 130.000 đồng em làm con nữa chị, em nhớ là tầm đấy này. Bộ này em bị bom về một bộ, em tặng các chị với giá là 99.000 đồng. Các chị ghi qua là bộ này là bộ gì đấy? Bộ bò đi. Thôi bộ bò đi cho nó nhanh nhá. 99.000 đồng một bộ này thôi. 99.000 đồng nhá. Bộ bò kèm số điện thoại cho em. Đấy, bác nào nhanh tay, bác nào chị gái nào mà đang chốt thì qua trang cá nhân của em là Nhung Bi thời trang giá rẻ chốt đơn nhá. Đấy được chưa? Tiếp theo này, bộ này là em còn sót vài bộ nhá. Bộ này em bị sót vài bộ, em tặng lốt cho mọi người luôn này. Bộ này là set 2 chi tiết này, bị bom về một bộ à? Hay là chỗ này là cái gì đấy? Đây là rõ ra cái này là cái gì đấy? Set 2 chi tiết mọi người ơi, set 2 chi tiết lốt cho mọi người này. Set 2 chi tiết bao gồm một cái áo 2 dây bên trong, một cái váy 2 dây bên trong và một cái áo khoác ngoài này, nhẹ nhàng xương xương này thôi nhá. Nhẹ nhàng xương xương này thôi, em mà nhập được 100.000 em đi đầu xuống đất luôn này. Em tặng cho người với giá là 79.000 đồng đi. 79.000 đồng các chị ghi em là set 2 chi tiết nhá, 79.000 đồng. Con này là còn mấy con? Ồ đây là 3 chi tiết mà ba chi tiết để lại cho tớ mặc đi đăng tiếp này. Túi 159 à 159 tí nữa tốt chốt nhá. Túi tí nữa hãng chốt. Thôi nhá, bộ này xin phép giữ lại mặc nhá, từ mùa thu đến giờ chưa được bộ nào mặc rồi. Các chị nhá. Con này là em sẽ tặng các chị là 5 bộ, có 5 bộ nhá, em tranh thủ em xả lốt luôn cho người luôn. Các chị ghi là set 2 chi tiết đừng ghi là váy 79k. Set 2 chi tiết kèm hộ em nhá. Tiếp theo là các chị này, áo đơn mặc nhá. Các chị ơi, cái phiên bản dài tay được chưa? Phiên bản ngắn tay hôm trước em bán lẻ ra cho người đã là 119 rồi. Đây là phiên bản dài tay em bán lẻ ra cho mọi người với giá này. Vừa lấy báo bao tiền ạ? 115 đúng không? Thôi nhá, con này Hoan Thị đầu ra trên 112.000 đồng luôn. 112.000 đồng, em có 4 tông màu. Đấy, em
xin lỗi, em có 5 tông màu để cho người lựa chọn. Em có 5 tông màu. Bác chị ơi, hôm nay là trong giỏ hàng này có rất là ít mẫu nên là em sẽ không like chủ yếu, mà em like ở chủ yếu ở bên trang cá nhân. Thì các chị ơi, qua trang cá nhân của em là Nhung Bi thời trang giá rẻ, các chị chốt đơn giúp em nhá. Mẫu là mặc là em có 5 tông màu để cho người lựa chọn. Các chị ghi lên là len hôm trước gọi là gì? Có mã len cổ tim chưa? Mẫu này các chị ghi cho em là áo len cổ tim đi. Nó chỉ là phiên bản dài tay ngắn tay hết hàng rồi đúng không? Ngắn tay có cái màu lâu đúng không? Thôi mẫu này các chị ghi cho em là gì nhỉ? Các chị ghi cho em là tim dài đi. Tim dài kèm màu kèm số điện thoại cho em nhá. Chà, áo tim dài em có màu, em đang mặc là màu lâu cho em nhá. Áo tim dài em có màu vàng. Em xin lỗi, em có màu này gọi là gì? Hôm trước gọi là màu gì? Màu úa hay màu gì? Màu vàng nhá, trời cái màu này thì gọi là mức người luôn mọi người ạ. Em có màu này là màu vàng cho em này. Màu này các chị ghi giúp em là màu hồng này. Tim úa em có màu này là màu trắng cho em này. Và tim úa em có, em xin lỗi, tim dài nhá. Tim dài em có màu này là màu đen. Trong khoảng cân nặng là 40. Áo này của em là trong khoảng cân nặng là 40 đến tầm 58-60 cân là mặc ok nhá. Còn quần ren này hôm trước em bán lẻ ra cho mọi người là 99.000 đồng rồi đúng không ạ? Hôm nay là mặc đầu like. Đầu like thì sẽ phải rẻ. Em bán cho mọi người luôn 88.000 đồng. Hôm trước bán 99, hôm nay bán đầu like xin phép bán 88.000 đồng. Còn tí nữa nhá, tí nữa ghim vào kệ nó, ngắn tay cũng được. Bây giờ hết là ngắn tay rồi thì bây giờ là các chị ơi đặt vào dài tay cho em nhá, đặt cái hình ảnh ngắn tay cho em là được nhá. Em chốt tại livestream cho mọi người với giá là 112.000 đồng một áo này thôi. Trong khoảng cân nặng là 40 đến tầm 58 cân nặng ok nhá. Các chị cứ lên số điện thoại, mã kèm số điện thoại là sẽ có đơn. Mã hàng kèm số điện thoại là có đơn nhá. Rất là sang và xinh. Nếu như mà như hot girl người ta mặc là người ta chỉ mặc như này thôi này. Đấy, như hot girl người ta mặc như này. Nhưng mà chị em mình mà các chị mà sợ hở ấy, thì các chị cứ chơi em cái 2 dây 4 bên trong. 2 dây 4 em cũng bán luôn. Nhà em bán cho người từ A đến Z, từ đầu đến chân này, mọi người yên tâm nhá. Bây giờ mới là vấn đề chính này. Áo này có ít thôi, em sẽ live stream nhanh nhá. Hôm nay rất là nhiều mẫu xinh cho mọi người luôn. Đây các chị nhìn em, tim úa. Áo này em có cả màu kem nữa các chị ơi. Áo này em có cả màu kem, em đọc lại bảng màu đi. Em đọc lại bảng màu cho mọi người lựa chọn này. Áo này các chị ghi là len tim dài. Len tim dài em có màu nó mặc, các chị ghi em là màu em đang mặc các chị nâu, màu lâu này. Em có màu lâu này. Màu này các chị ghi giúp em là màu vàng này. Em có màu này là màu hồng cho em này. Màu tiếp theo là màu trắng cho em này. Em có màu này các chị ghi là màu đen. Màu này các chị ghi cho em là màu kem nhé. Màu này các chị ghi là màu kem ạ. 112.000 đồng. Đây mới là cái chính này. Đây mới là cái chính này. Có 500 con thôi. Mọi người chia sẻ livestream cho em nha. Em chốt tại livestream cho mọi người với giá là 159.000 đồng. Thật sự là vừa lỡ em bảo là thôi, chắc là bán cho người là 169.000 đồng, bởi vì lần trước bán cho người là 179.000 đồng đã rất là rẻ rồi. Nhưng mà hôm nay là em thấy tương tác rất là gọi là tương tác rất là tốt nên em bán luôn vui nhá. Bán luôn cho người với giá là 159.000. Mọi người thương em, cho em xin nút chia sẻ nhá. Một lần về trang cá nhân và hai lần trên hội nhóm lớn, cho cái tay vào trong cái túi cho em. Quần này các chị ghi tức là quần nhung ren kèm màu kèm size kèm số điện thoại của em. Quần này của em là bên trong của nó là sẽ có lót bên trong như thế này này, và hai bên của nó có túi. Và chất nhung ren này của em là chất cứng nhá. Nó tạo lên cái form đứng cho cái quần chứ không phải cái chất mỏng sao các chị mặc nó cục vào này đâu ạ. Không có đâu ý nhá. Nên các chị yên tâm mà mặc lên cực kỳ sang và xinh, nó giống như kiểu chất tác ta ấy mọi người. Ở phần dưới nó pha ren. Hôm trước em bán là 99, con này em chỉ chốt tặng đầu livestream với giá là 88.000 đồng thôi nhá. Cho cái tay vào trong cái túi này cho em. Size S là dưới 48, size M là dưới 55 và size L dưới 62 cân giúp em. Size L dưới 62 cân giúp em. Còn túi em đang đeo trên người một cái túi này, công sở, học sinh, sinh viên ai cũng có thể đeo được, và các chị sẽ đeo được hai kiểu. Túi này các chị sẽ đeo được hai kiểu. Một là kiểu như em đang đeo này, hai là các chị có thể điều chỉnh cái dây này ra cho em này các chị ơi. Cái dây này mọi người sẽ rất cái điều chỉnh này ra cho này. Bạn lấy ở không còn cái nào khác mà để thôi, để nguyên thế để đeo chéo. Đây nhá, em thế này nhá, em bỏ thế này, em hướng dẫn mọi người thôi này. Nếu như mà các chị mà không thích mà đeo kiểu chéo vắt vai như em này thì mọi người sẽ kéo cái dây này xuống này cho em, xong là mọi người
cởi cái lớp này ra xong mọi người điều chỉnh lên cao nhá. Thôi em để thế này nhá, bởi vì đeo thế này mặc mấy cái kiểu bánh bèo đeo thế này nó hợp nhá. Quần đang mặc là có duy nhất một màu đen thôi chị ơi. 40 quần em mặc là 40 đến tầm 62 cân mặc vừa. Rất là xin lỗi những chị gái ở bên Top Top bởi vì là hàng số lượng có hạn nên là những cái hàng mới em mặc trên người là em chưa có đăng ở bên đấy đâu ạ. Nếu như là hàng có còn thì em mới đăng ở bên này. Thì thôi mọi người là sợ mà hết hàng thì các chị có thể qua trang cá nhân của em là Nhung Bi Thời Trang giá rẻ. Các chị ơi, em bán chủ yếu của trang cá nhân nên là bên này em sẽ không tư vấn được nhá, mọi người thông cảm giúp em. Đấy, các chị ghi giúp em là túi này các chị ghi giúp là T2. T2 kèm màu kèm số điện thoại giúp em này, màu lao cũng xinh. Anh ơi sửa giá cho em, nếu như mà trong giỏ hàng này có mã gì thì anh cứ sửa giá và ghim cho em nhá. Đây nhá, T2 này, em đang để trên máy nhà em là 179 thì em sẽ để cho người 159 đồng được chưa? Giờ gần cho người xem cận chất này. Trời ơi, lung linh và lên luôn. Em về được đúng 500 con thôi nhá mọi người nhá. Và mẫu này là em sẽ không về được nữa. Và từ giờ là hàng tàu nó tắc biên nhá. Tắc biên nha, rất là khó về hàng. Các chị để ý mà xem cái mẫu này này, phải tầm 1 tháng nay rồi em mới về được hàng cho mọi người. Bởi vì là nó tắc biên, em gọi từ cái đợt mà em bán hàng đấy ạ. Nhưng mà từ đợt đấy giờ hôm nay hàng nó mới về đến tay em đấy ạ. Hôm trước em bán là 179 nhá. Đây các chị nhìn em này, em sẽ lộn cho em sẽ bóc ra cho người xem bên trong đây. T2 kèm số điện thoại kia này, 159 này. Đây nhá, em sẽ bỏ cái túi lót này bên trong cho mọi người xem form này. Không cần phải lót túi vào đâu, nó vẫn lên được form cho mọi người nhá. Với giá là 159.000 đồng thì phải nói là quá là ngon. Quá là ngon so với cái giá tiền là 159.000 đồng. Đây này, túi nhá, nó sẽ có bên trong của nó là sẽ có 4 ngăn. 4 ngăn, một cái ngăn nhỏ này mọi người nhìn thấy không ạ? Một cái anh ơi sửa túi T2 bên kia cho các chị đi. Một cái ngăn nhỏ cho em này, một cái ngăn tiếp theo này, một cái ngăn giữa các chị cho tiền cho điện thoại vào đây cho nó chắc chắn này. Được chưa? Và đây này, đấy, các chị em nói thật nhá, cái túi này này, cái túi này của em bán cho người là 250. Em bán cho người 250 nó còn chẳng có nhiều ngăn như thế luôn ấy mọi người ơi. Đây, nó chẳng có nhiều ngăn như thế mà túi này có 159.000 đồng luôn ấy, thật sự luôn ấy, đẹp lắm ấy, khuyên chân thành mua đi. Mọi người cứ bóc hàng ra kiểm tra hàng và đeo nó nhẹ nhàng sương sương này thôi. Em có màu lên mặt các chị ghi cho em là màu kem. À ô xin rồi, vừa đọc màu này gọi là gì? Màu đâu, màu be. Màu này là màu be. Đây là màu be này các chị đẹp ơi. Đây là màu be này, đây mới là màu kem này. Đây mới là màu đen của em này. Đơn một tuần nhận đơn, mới nhận được đơn gần 1 triệu nhất các chị ơi. Ngày lao các chị xem vào xem em livestream ngày lao cũng phải mất tiền. Đấy, được chưa? Em có màu này là màu đen 40 nhá. Size này của em là size bao nhiêu em không biết là size bao nhiêu, nhưng mà nói chung là các chị có thể cho tiền cho điện thoại thoải mái. Size này các chị có thể cho cái điện thoại 13 cũng được luôn. Áo đang mặc là các chị ghi em là áo này, các chị ghi ra là áo gì nhỉ? Áo này các chị gọi cho em là áo gì? Vừa lại gọc là gì? Các chị ghi luôn là áo tim dài. Áo tim dài của em là 112.000 đồng nhá. Hôm nay thầy nhiều mẫu xinh dã man con nha luôn. Đây, tiếp theo một siêu phẩm luôn cho mọi người luôn. Mặc cái áo này thời tiết các chị diện cái áo này là sương sương rồi đúng không ạ? Thời tiết này các chị diện cái áo này sương sương cho em rồi nhá. Áo này em chỉ nhập rẻ hơn so với áo dài tay là 2.000. Được chưa? Áo dài tay em bán lẻ ra cho người là 79.000 đồng một áo. Và mua 2 áo trở lên là 75. Nhưng mà cái áo này thì em bán cho người có 68.000 đồng một áo thôi. Trong khi em tranh với cái áo kia có 2.000. Bởi vì là cái áo này này, bởi vì là cái áo này là em xác định là em sẽ chạy là cái tầm này là chờ tầm các chị mặc cái áo này thử phù hợp. Là mọi người sẽ mua nhiều áo này, mọi người sẽ mua nhiều áo nhẹ này, em xác định em chạy số lượng thôi. 68.000 đồng một áo và mua 2 áo trở lên là 65. Các chị ghi là áo tay lỡ kèm màu kèm số điện thoại giúp em, có cần mặc lên không hả mọi người? Có cần mặc lên không thì để em mặc lên cho người luôn. Áo cổ tim đợi tí em lên lại bảng màu cho. Tay bồng ok thì các chị thích lên tay bồng đi, ok luôn, chiều các chị luôn. Hôm nay dễ tính như cafe luôn mọi người ơi. Tiếp này, con này thề mọi người, một tuần rồi mới về. Hôm nay em về được cho người là 200 con. Đúng 200 con nói điều mất lọc nhá. Nên là các chị ơi phải nhanh tay cho em. Con này đợi một tuần rồi mới về được hàng. Vẫn giá không đổi 119.000 đồng. Đúng được của mười mấy nghìn các chị thôi ạ. Mẫu này các chị ghi em là áo len chám. Ơi, đơn của lọ các chị một tuần nay rồi ạ. Những chị gái là một tuần nay chưa được đi đơn ấy thì chính là cái con áo này đây. Hôm nay nhà em đã đóng hết đơn cho mọi người, trả hết đơn cho mọi người rồi nhá. Đấy, nên là các chị đừng đòi em nữa nhá. Mẫu này các chị ghi em là áo len chám. Áo len chám hai tông màu, em có màu trắng và màu be. Mọi người có muốn lên cái con này không ạ? Muốn lên cái con này trước không hay là lên con này? Bây giờ mọi người muốn lên con nào để em lên cho mọi người luôn? Áo chưa nhá chị ơi.
những cái áo này là em sẽ ưu tiên bán bên trang cá nhân nhà em, bởi vì con này là em đang bán rất là đắt hàng nên là không có đủ hàng để bán bên đấy. Đâu nhỉ, từ từ, cái gì nhỉ, bảo quên mất. Đây, bảng màu áo lên cổ tim, từ từ em lên này, bảng màu áo đang mặc nhá, rồi em sẽ cởi ra cho mọi người luôn này. Áo dài tay đang mặc trong người là màu lâu, đúng không? Em có màu lâu hay vừa gọi là màu be vậy? Em có màu này là màu lâu cho em này. Em có màu này các chị ghi giúp em là màu vàng. Em có màu này các chị ghi giúp em là màu hồng này. Em có màu này các chị ghi giúp em là màu trắng này. Màu tiếp theo là màu đen. Và màu cuối cùng là màu kem nhá. Màu cuối cùng là màu kem. Đây, bảng màu chất liệu này các chị ơi, đẹp xuất sắc luôn cho em. Len nó đanh nó lì chứ không phải là nó mỏng tang tang đâu mọi người nhá. Rất là đanh và lì, co giãn thoải mái. 40 đến tầm 58, 60 cân là mặc ok. Áo khoác dạ thì em có bán nữa đâu hả các chị ơi. Đây, ok, lên cho mọi người len chám, mọi người hỏi nhiều len chám nhá. Quần nhung ren thì mọi hôm bán 99, hôm nay bán tặng đầu like là 88. Các chị ghi luôn là quần nhung ren kèm size, kèm số điện thoại của em là được. 3 size SML, 40 đến tầm 62 cân là mặc ok cho em này. Đây các chị mặc cho em cái áo này cho em này. Đây, áo này của em là 40. Hôm trước là em mặc, trời ơi, móng với chả tay. Hôm trước là em mặc cái áo này này với cái quần kia kìa, quần trên kia kìa. Áo này thì chỉ tầm 40 đến tầm 55 cân là mặc ok thôi nhá mọi người ơi. Con này thì đang hot hot lắm luôn ấy. Bây giờ em sẽ phối với cái quần sóc ở bên ngoài cho mọi người. Các chị mặc với quần nhung ren cũng được, hoặc là hợp nhất là các chị lên mặc với quần này cho em này. Quần này em chốt tại livestream cho mọi người với giá là 136.000 đồng thôi. Quần này hôm nay sale lốt 129 đi, bán nhiều lắm rồi, bây giờ là còn bao nhiêu bán lốt cho mọi người luôn nhá. Quần này hôm nay em sale sập sàn cho mọi người với giá là 129.000 đồng. Em có 3 size SML trong khoảng cân nặng là 40 đến tầm 56 cân mặc vừa, và quần này của em là hàng Quảng Châu nhá. Quần này của em là hàng Quảng Châu trong khoảng cân nặng là 40 đến tầm 56 cân là mặc ok. Đây các chị nhìn của em cái chất nhá, hàng này là Việt Nam cũng có, hàng này là hàng Việt Nam cũng đã cắt nha, bán lẻ ra cho mọi người là 79.000 đồng và 89.000 đồng. Bản thân em cũng đã bán hàng Việt Nam rồi nhá, nhưng mà form nó lên nó không đẹp và chất nó mỏng, nó xấu, mọi người không có mua. Bây giờ em bán cho người hàng Quảng Châu, tranh nhau nó cũng không có nhiều lắm, đúng không ạ? Tranh nhau nó không có nhiều lắm, mọi người tranh thủ luôn đi nhá mọi người nhá. Quần này là hôm nay em sale sập sàn cho mọi người là 129 đấy. Bình thường là bán lẻ ra ít nhất các chị mua ngoài thị trường cũng phải tầm 160 đến 180 là chuyện bình thường. Quần này không co giãn mà các chị ơi, quần thô làm sao chất nó co giãn được. Quần này không co giãn đâu ạ, 40 đến tầm 56 cân. Và những cái quần này, quần tàu thì nó sẽ không làm size to đâu, nó sẽ làm size gọi là vừa size đến tầm 56 cân thôi. Size S là dưới 40 đến 46, size M là 46 đến 51 và size L là 51 đến 56 cân thôi em. Áo đang mặc là 99.000 đồng. À, em xin lỗi, áo đang mặc là 119.000 đồng. Em có hai tông màu để cho mọi người lựa chọn nhá. Một tuần rồi mới có hàng về trả đơn mọi người đây. 119.000 đồng. Áo len chám luôn em. Cúc của nó là phiên bản của nó là cúc thật nhá các chị nhá. Cúc của nó cúc thật nên là các chị cởi ra mặc vào nó rất là tiện luôn cho em. 40 đến tầm 55 cân mặc vừa. Đây một cái set đồ hoàn chỉnh luôn cho mọi người luôn này. 129.000 đồng. Quần này hiện tại em còn 4 màu nữa thôi, còn bao nhiêu em bán lốt nhá. Thật sự mấy hôm nay bán cái quần này nhiều quá rồi. Em xin phép mọi người là cho em sale lốt, em không về nữa nhá. Bán nhiều quá. Quần này các chị ghi giúp em là quần thô. Quần này các chị ghi ra quần thô kèm size, kèm số điện thoại của em. Quần thô em đang mặc trong người, em có màu em mặc các chị ghi giúp em là màu lâu này. Đây, đây các chị có thể mặc cho em cái set đồ này, nhìn nó rất là trẻ luôn cho em này. Nhìn cực kỳ trẻ cho em nhá. Quần thô là size S là dưới 46, size M là dưới 51 và size L dưới 56 cân cho em. Em có này, hết pin bên này này. Em có màu em đang mặc là các chị ghi giúp em màu lâu nhá. Quần thô màu lâu, quần thô màu xanh này. Quần thô em có màu này các chị ghi giúp em là màu này các chị ghi giúp em là màu hồng. Và quần thô em có màu này các chị ghi giúp em là màu đen nhá. Quần thô kèm màu, kèm size, kèm số điện thoại giúp em. Còn áo len chám thì là 119.000 đồng. Áo len chám là hôm nay có hàng ship luôn cho người rồi, không cần phải đợi nữa, các chị tranh thủ giúp em. Áo len chám em sẽ có hai tông màu để cho người lựa chọn. Màu em đang mặc trên người là màu be. Áo len chám em có màu be và áo len
em trắng, em có màu này các chị ghi cho em là màu trắng. Bạn chuẩn bị cái áo tay bồng đi. Áo mẫu này bên này em không có bên này nhá. Em chỉ bán bên trang cá nhân của em là Nhung Bi thời trang giá rẻ nhá. Đây em có màu B và em có màu này các chị ghi cho em là màu trắng cho em nhá. 119.000 đồng em qua mẫu trọng người luôn. Tiếp theo này các chị nhìn em cái chất len nhá. Chất len nhà em là chất đen đanh lì luôn này các chị gái nhá, chứ không phải cái chất len lông thỏ. Lông thỏ thì nó sẽ mềm hơn nhá, nó sẽ mềm hơn, nhưng mà cái chất len này không thể nào làm được bằng với cái chất len lông thỏ, bởi vì là hai bên của nó là phải tay phồng này. Chất nó không quá cứng và nó cũng không quá mềm, nó tạo nên cái độ phồng cho cái tay này luôn, mới là chuẩn là hàng loại một trọng người luôn. Nói chung là chất rất là đanh và lì luôn. Riêng cái lô là nếu như là cái áo này mà nó ra phải cái hàng loại 2 mà chất của nó gọi là mỏng mỏng, giống như nếu như là chất gọi là chất len lông ấy, à, chất len thỏ ấy, thì em lại không bao giờ em nhập. Bởi vì nếu như là nhập cái hàng đấy thì cái tay nó không bao giờ nó lên được cái form như thế này luôn. Được chưa? Em có 3 màu nhá. Mẫu này là em có 3 màu, em sẽ mặc trọng người màu gì cả. Màu lâu thì bây giờ em sẽ mặc trọng người là màu kem đi cho nó lộ ra nhá mọi ơi. 96.000 đồng đi. 90 mấy nhỉ? Thôi các chị thích bán bao tiền thì em tặng, bán tặng đầu lai trọng người luôn này. 94.000 đồng đi. Áo tay bồng, mã tay bồng nhá, có chưa nhỉ? Chất này các chị ơi. Đây nhá, nhìn này, co giãn nhá, nó không bị quá mềm và nó cũng không về bị quá mỏng đâu, mọi người nhìn thấy chưa? Trên livestream mọi người nhìn rõ độ dày của cái áo này luôn nhá. 94 nhá. Ok các chị luôn, các chị cứ comment cho em áo len chán là được nhá. Bây giờ lên cho mọi người con tay bồng rồi nhá. Áo đang mang bên trong người là 94.000 đồng, còn hai dây đang mặc bên trong là hàng Quảng Châu. Hai dây của em đang mặc là 49.000 đồng nhá mọi người ơi. Hai dây em đang mặc là 49.000 đồng, là con gái thì không thể thiếu một cái áo hai dây này được nhá. Áo hai dây là xuân hạ thu đều, đông đều mặc được hết. Tí nữa em sẽ test chất áo hai dây, các chị từ từ hãng chốt áo hai dây để em test chất cho người xem đã. Đây các chị mặc cái quần này cho em này. Túi là 159.000 đồng hàng Quảng Châu nhá. Hôm nay em hứng em để cho mọi người giá này chưa. Thực ra là đầu livestream trước khi mà chuẩn bị là bảo là thôi hôm nay sẽ để cho mọi người là trên hệ thống là 169 thôi đấy. Nhân viên vào máy là đã là 169 rồi, mai lại phải sửa xuống đấy. Nhưng hôm nay thấy mọi người cũng tương tác ấy, đây em bảo là thôi bán tặng đầu livestream cho mọi người luôn. Quần phồng đằng sau đi bạn. Đây bạn lấy hộ tớ cái quần phồng đấy đi. Bây giờ em sẽ mặc áo này với quần phồng nhá. Em bắt đầu lấy quần chân váy đai, các chị ghi thôi là chân, à em xin lỗi, vừa lấy các chị gọi cho em là gì nhỉ, mẫu vừa lấy các chị ghi thôi là quần đai nhá, quần đai. Bây giờ em sẽ mặc quần phồng trọng người luôn. Cái này của em là hàng Quảng Châu nhá, không phải hàng Quảng Châu, các chị hoàn hàng của em nó rất là dày dặn luôn cho em nhá. Hàng Việt Nam em cũng bán chứ không phải là em dìm hàng của nhà ai cả, nhưng mà hàng Quảng Châu thì em sẽ nói là hàng Quảng Châu, còn hàng Việt Nam thì nó sẽ có mấy chục nghìn thì nó sẽ là hàng Việt Nam, ok. Nhưng với giá này thì là giá của hàng Quảng Châu nhá. Em phục vụ các chị tại livestream này với giá là 129.000 đồng thôi. Trong khoảng cân nặng là 40 đến tầm 56 cân mặc vừa, mọi người đứng em đứng xa cho mọi người xem này. Đây nhá, đằng sau của nó có kéo khóa. Em đang 46 cân, em là mặc size S hơi chập một tí để thích bụng vào mới kéo được lên đấy. Đây các chị ơi, lấy chuẩn size cho em nhá. Size S là dưới 40, size S là dưới 46, size M là dưới 51 và size L dưới 56 cân thôi em. Cái quần này thì đi với cái áo này lại rất là sang và hợp, bởi vì làm sao cái phần tay nó bồng rồi, phần dưới các chị lên mặc cái quần bồng thì nó cũng rất là xinh và sang luôn cho em nhá. Mẫu này các chị ghi của em là áo tay bồng, len tay bồng kèm màu kèm số điện thoại giúp em nhá. 94.000 đồng một áo, 94.000 đồng một áo. Còn quần em mặc thì các chị ghi giúp em là quần tàu, quần tàu nhá. Các chị nhìn lót bên trong của nó như này này, mọi người nhìn rõ em nhá, bên trong của nó có lót bên trong này, rất là dày dặn luôn cho em, và đằng sau của nó kéo khóa này. Hàng tàu hay hàng Việt Nam các chị nhìn form nó biết ngay nhá. Hàng Việt Nam nó không, thứ nhất là nó sẽ mỏng hơn, thứ hai nó không có lót bên trong này, đấy, thứ ba là nó không được phồng nghe đâu. Có 130 mấy 129.000 đồng thôi, sắp đến Tết rồi, sắp đến gọi là từ giờ đến Tết rất là nhiều dịp lễ quan trọng, mình cứ mua cho em cái hàng đẹp để mình còn diện, để từ giờ diện từ giờ đến Tết đúng không ạ. Đấy nha, gần Tết là em không có ham hàng rẻ. Mùa hè thì thôi mình bán hàng cắt, mùa hè mình bán những cái hàng các chị gọi là mặc chơi chơi, mùa hè thì mấy chục nghìn thôi, còn bây giờ là sang mùa thu mùa đông rồi, mua cái hàng đắt một tí còn chơi nhá mọi người nhá. Áo đã mặc là có 3 tông màu để cho mọi người lựa chọn. Đấy, quần em là các chị cứ ghi thôi là quần jean kèm số điện thoại thôi này. Vừa nhận được hàng lúc chiều, đẹp hơn mong đợi, ưng cái bụng, thật sự em cảm ơn chị Linh Chi nhá.
ấy, áo nó mặc là có 3 tông màu, các chị ghi thôi ạ. Áo tay bồng màu nó mặc là màu be cho em này. Tay bồng em có màu này, các chị ghi em là màu úa này. Và tay bồng em có màu này, các chị ghi em là màu đen. Áo này của em là trong khoảng cân nặng là 40 đến tầm 62 cân nặng vừa. Mọi người không mix như em mặc thì mọi người có thể mix với cái chân váy dài. Chân váy dài của em này là hàng Quảng Châu. Em chốt tại livestream với giá là 99, bạn ơi tìm đai đi. Chân váy dài hàng Quảng Châu 99.000 đồng nhá. Em có form cân nặng là 40 đến tầm 65 70 cân nặng mặc vừa luôn cho em. Ấy 99.000 đồng nhưng mà là hàng Quảng Châu. Bình thường năm đầu tiên em bán cho người 99.000 đồng chỉ có hàng Việt Nam thôi. Còn 125 đến 135.000 đồng mới là hàng Quảng Châu nhá mọi người nhá. Còn năm nay là em tự gọi hàng được về thì em mới bán được rẻ cho người như thế. Đây là các chị ơi, cái mark ND này của em là hàng Quảng Châu này, không phải là hàng Quảng Châu, các chị tag vào về em ok chưa? 99.000 đồng nhá. Làm khi là bán rẻ quá. Tiền lắm khi là bán rẻ quá nên là mọi người cũng phải phân vân đúng không? Là các chị ơi cứ nhận hàng, bóc hàng ra kiểm tra hàng của em. Đây một cái set đồ khác, em sẽ thắt thêm cho các chị một cái đai vào nhìn cho nó có điểm nhấn nhá. Ai lấy quần châm váy này các chị ghi em là CV1 kèm màu kèm số điện thoại của em nhá. Hôm nay cực kỳ nhiều áo xinh và rẻ, 79.000 đồng thôi. 65 với là 79.000 đồng, tí nữa em sẽ lên một loạt cho mọi người luôn. Được chưa? Em lên cái châm váy này đã. Chân váy em mặc các chị ghi luôn là CV1 này, 99.000 đồng. CV1 em đang mặc trong người, em có màu đang mặc là màu đen này. CV1 em có màu đen này. CV1 em có màu này, các chị ghi giúp em là màu xanh lá. CV1 em có màu xanh lá. CV1 em có màu này, các chị ghi giúp em là màu be tối này. Và CV1 em có màu này là màu lâu nhạt cho em nhá. Em có cả màu lâu nhạt, quên mất không sao cho mọi người luôn này. Đấy, 99.000 đồng cho một con CV1 thôi. Bản thân em rất là lùn, em cao có 1m50. Em cao có 1m50 mà em còn mặc được cái chân váy này thì các chị cứ tự tin mà mặc cho em nha. Đấy, thắt thêm cho em một cái đai này. Đai này là lấy hộ mọi người thôi, ăn các chị đúng 4.000 thôi nhá nhá. Đai này em chốt tại livestream cho mọi người với giá là 49.000 đồng. Các chị ghi thôi là đai tròn. Các chị ghi giúp em là đai tròn kèm số điện thoại thôi này. Đeo thêm cái túi sách nha, em sẽ đeo thêm cho mọi người cái túi sách này. Đình vừa chốt cho một cái set đồ. Em phục vụ các chị từ A đến Z, từ đầu đến chân luôn cho mọi người luôn này. Đấy, áo thì là 94. Đây, từ từ này bạn ơi, treo lên một tờ cách. Áo là 94, áo là 94 này. Đấy, chân váy thì là 99. Đai là 49.000 là 200 là hơn 200.000 một tẹo. Và đeo thêm cho một cái túi sách hàng Quảng Châu 159.000 đồng. Trời ơi bạn giả tớ đi bạn. Đeo thêm cho em một cái túi sách hàng Quảng Châu 159.000 đồng nữa. Túi này các chị ghi rồi là túi tế T2 nhá, T2 kèm màu kèm số điện thoại của em. Chị ơi, tuần này đặt 3 đơn của Nhung rồi ấy, đồ xinh thật sự, em cảm ơn chị Mizi nhá. Ok là nhớ tên của chị rồi. Đơn sau chị lấy gì em free ship cho chị nhá. Được chưa? Đấy, ai lấy túi này các chị ghi rồi là T2. T2 kèm màu kèm số điện thoại của em. T2 kèm Hôm nay không bao giờ bà còn tiếc mình không cho mình phở đi tiếp cho khách rồi. Mẫu em đặt đeo này các chị ghi xưa là T2. Còn áo này em nhắc lại bảng màu luôn này. Áo này em nhắc lại bảng màu nhá. Em có mẫu này các chị ghi giúp em là màu be này. Em có màu này các chị ghi giúp em là màu úa. Và em có màu này các chị ghi giúp em là màu đen. Các chị ơi qua trang cá nhân của em là Nhung Bi thời trang giá rẻ em bảo rồi mà. Các chị ơi qua trang cá nhân của em là Nhung Bi thời trang giá rẻ chốt đơn. Em không bán hàng bên này. Em bật để mọi người sang bên này cho em thôi. Được chưa? Trời ơi em đang bị bán đồ kỳ vậy. Em đang bị chửi này mọi người ơi. 668 chị gái cho em xin một lúc thả tin, thả like, cố gắng chia sẻ like tin luôn em đi. Em lên tiếp cho mọi người siêu phẩm này. Thôi nhá, tiếp theo là Ngọc Hồ ơi. Bên này có ghim được không? Con này mới gọi là bạn ơi, chuẩn bị cái này đi, chuẩn bị cái áo này đi. 68.000 đồng áo. Mua 2 áo trở lên là 65.000 đồng. Bây giờ các chị muốn em mặc ngắn tay hay dài tay? Các chị comment cho em đi. Đây nhá, em phải đợi để nhiều người xem em mới bắt đầu lên cái con này. Em lên cho mọi người. Cổ tròn, ô kìa, cổ vuông mà. Em sẽ mặc cho người màu gì nhỉ? Màu úa đi, em mặc cho người màu úa nhá. Con này hôm trước em bán quá trời quá đất luôn này mọi người. Em bán quá trời quá đất luôn này. Đấy, các chị ơi, shop hôm qua đặt áo ghi lê quần 30 chưa thấy qua đến chỗ đâu. Chị ghi giúp em là kiểm tra đơn hàng nhá. Ghi giúp em này, túi hôm nay rẻ thế à. Hôm trước mua 179.000 hả chị ơi. Hôm nay em bán tặng đầu live stream nhá mọi người nhá. Ngắn tay ok, ngắn tay đi cho mọi người nhá. Dài tay thì là 79.000 đồng áo.
và mua hai áo trở lên là 75, ngắn tay thì là 68, quần dài tay thì là 79.000 đồng nhé. Chân váy bò còn mẫu khác thôi các chị ơi, mẫu hôm trước là em bán hết sạch hàng rồi. Chất này các chị nhìn thấy thôi nhá, nhưng mà siêu co giãn luôn, kể cả 60, 65 cân, à em xin lỗi, 60, 62 cân mặc vừa luôn cho em nhá. Con này của em là 40 đến tầm 60, 62 cân là vừa nhá. 68.000 đồng áo, và mua hai áo trở lên là 65. Mặc với cái gì bây giờ? Mặc với chân váy này có hợp không mọi người? Đây, một cái set đồ cho em này. Không, mọi hôm là phối cái chân váy bò đúng không? Không chắc là phối cái chân váy bò. Cho cái tay nỡ này, sáng da chưa? Trắng da chưa mọi người? Từ từ em lên bảng màu. Các chị thả tim đi. Một ca chị gái đang xem live stream rồi. Mỗi chị gái cho em xin một lúc thả tim, thả like, kéo tương tác. Áo nó mặc các chị ghi cho em là áo tay lỡ kèm màu, kèm số điện thoại cho em. Tay lỡ em đang mặc trong người em có màu úa được chưa ạ? Tay lỡ em có màu này các chị ghi cho em là màu kem. Để đấy đi rồi là ấy nó cái đai đâu rồi. Đây, các chị thắt cái đai vào cho nó có điểm nhấn nhá. Tay lỡ em có màu em nào, các chị ghi hộ em là màu úa nhá. Tay lỡ em có màu úa này. Tay lỡ em có màu này, các chị ghi giúp em là màu kem này. Tay lỡ em có màu này, các chị ghi giúp em là màu lâu cho em này. Em có màu tiếp theo, các chị ghi hộ em là màu đen. Em có màu này, các chị ghi giúp em là màu xanh này, xanh ngọc. Mỗi lần dơ đến cái con xanh ngọc này gọi là sang chấn luôn này mọi người. Bởi vì em rất là ưng cái màu xanh ngọc, mọi người nhìn em này. Xanh ngọc cực kỳ nổi da cho em. Và màu cuối cùng là màu trắng. Màu cuối cùng là màu trắng cho em nhé. 68.000 đồng một áo và mua hai áo trở lên là 65. Các chị nhìn em chất này. Siêu co giãn không? Đấy, siêu co giãn không ạ? 40 đến tầm 62 cân mặc vừa. Một cái set đồ này. Chân váy thì bao tiền? Chân váy 99. Áo thì là 68. 167.000 đồng cho một cái set đồ. Đầu tư thêm cho em một cái đai nữa. Được chưa ạ? Đầu tư thêm cho em một cái đai nữa này. Đấy, ai lấy mẫu này các chị ghi em là áo tay nữa. Tương tự như thế này. Xong là đeo thêm cho em một cái túi sách T2 hàng Quảng Châu. 159.000 đồng. 159 nhưng là hàng Quảng Châu nhá mọi người ơi. Là hàng Quảng Châu của em đấy. Bây giờ các chị cộng vào cho em set đồ đi ạ. 68 cộng 99 cộng với 49 cộng với 159. Không đến 400.000. Đúng ạ, không đến 400.000 đồng cho cả một set đồ này, các chị có thấy rẻ không ạ? Form dáng đường kim mũi chỉ đường may vẫn rất là đẹp luôn, không có một đường chỉ thừa nào luôn. Em bao mọi người kiểm tra hàng cho anh Toàn luôn. Áo này nhà em trên 60 cân vẫn vừa cơ nhá. Và chất này là chất tâm, phiên bản của nó là phiên bản năm nay. Em đảm bảo thị trường chưa có nhà ra. Bởi vì là mẫu này là hàng là em mua mẫu và em mua hàng của Hot Girl, người ta bán là 280.000 đồng. Và em đặt xưởng nha, em làm ra cho người thì nó mới rẻ như thế. Các chị nhá, em nhà em là có xưởng và tự may ra cho người thì nó mới rẻ như thế nhá mọi người nhá. Em nhắc lại bảng màu tay nỡ và chuẩn bị bảng màu áo dài tay nhá. Tay nỡ mặc cho người thì em có màu nó mặc các chị ghi hộ em là màu nỡ này. Tay nỡ em có màu này là màu kem cho em này. Tay nỡ em có màu này các chị ghi giúp em là màu lâu cho em nhá. Tay nỡ màu tiếp theo các chị ghi giúp em là màu đen. Tay nỡ em có màu này các chị ghi giúp em là màu trắng. Và tay nỡ em có màu này các chị ghi giúp em. Trời ơi, cái màu xanh ngọc. Trời ơi, cái màu xanh ngọc của em. Bây giờ em sẽ mặc phiên bản này dài tay. Dài tay của em thì là 79.000 đồng một áo và mua hai áo trở lên là 75. Đấy, hôm nay nha các chị mà mua ghép đơn em vẫn giảm đơn cho mọi người luôn. 79.000 đồng một áo và mua hai áo trở lên là 75. Phiên bản dài tay nhá. Cái dài tay thì cái cổ của nó là sẽ to hơn và vuông hơn, nó hơi khác với cái cổ này một tí này. Đấy, mỗi một cái nó có một điểm nhấn khác nhau. Bên này là em không có mã hàng, bên này em không có đăng bên này. Các chị có thể qua trang cá nhân của em là Nhung Bi Thời Trang giá rẻ, các chị chốt đơn cho em nhá. Tay nỡ thì là 68, còn tay dài thì là 79. Mọi người có muốn mặc tay dài không? Hay là em chuyển sang cho mọi cái cọc đấy em vừa live stream. Ok, thế lên cho mọi người cọc tay trước đi. Tiếp theo lại con này hôm trước bán bao tiền? Con này của em thì là 75.000 đồng áo. Con này thì đắt hơn một xíu nhá mọi người. Con này của em thì đắt hơn một xíu này. Con này thì là 75.000 đồng một áo và mua hai áo trở lên là 70. Đây là dài tay này. Thôi em cứ lên bảng dài tay cho mọi người nhá. Chắc là không cần mặc đâu nhở. Mặc này thôi mà nó chỉ cái cổ nhá. Cái cổ, nhưng mà chính ra cái cổ này nó cũng hơi khác một tí đấy ạ. Đấy, nhìn nó sẽ vuông hơn và cái đường viền nó may nó to hơn nhá. Mỗi một cái nó có một cái kiểu hay khác nhau ấy ạ. Mẫu này các chị ghi hộ em là gì? Mẫu hôm trước là A6. Cái con dài tay của em thì mã của nó sẽ là A6 nhá mọi người ơi. Dài tay thì A6 các chị ơi, comment là xanh ngọc và vàng.
vàng chanh mai các chị sẽ không có đơn. Các chị comment giúp em con này của em là tay nỡ và kèm số điện thoại giúp em thì nhân viên nhà em mới gọi điện lại chốt đơn cho các chị. Còn các chị không có số điện thoại các bạn sẽ không gọi điện trợ được chốt đơn nhá. Comment giúp em cả tên cả số điện thoại giúp em nhá. Đây là tay nỡ, còn đây là A6 nhá. A6 màu xanh ngọc này, A6 màu úa cho em này. A6 màu này các chị ghi giúp em là màu đen. A6 em có màu này các chị ghi giúp em là màu kem. A6 em có màu này là màu lâu ho ra ngoài nhé. Và em có màu này các chị ghi ra là màu trắng nhé mọi nhé. A6 là 70 chỉ đi đầu. Các chị không phối như em mặc đúng không ạ? Chân váy thì là CV190 chỉ đi đầu, nhưng là hàng Quảng Châu nhé các nhá. 99.000 đồng thì các chị là hàng Việt Nam thì ok, chứ 99.000 đồng hàng Quảng Châu thì không có nhà ai bán cho các chị giá đấy. Rẻ nhất hàng Quảng Châu cũng phải là 145 đến 160. Bản thân em của năm ngoái em cũng phải bán cho người 135 rồi, 130, 135. Đây các chị ơi, không thích phối như thế các chị phải phối cái chân váy bò cho em rất là đẹp luôn này. Chân váy bò em phục vụ các chị tại live stream này với giá là 110.000 đồng cho một cái chân váy bò. Mọi người có muốn lên chân váy bò không? Mẫu này là chân váy bò mới nha em này mọi người ơi, đai cho mọi người luôn này. Đấy, nhá các chị nhá. Con này của em là 110.000 đồng và em có 3 size SML. Các chị ghi là CV2. Các chị còn muốn mặc con này lên không thì em mặc trọng người luôn nhá. Thôi bây giờ em sẽ mặc luôn trọng người luôn này. Áo trắng tay lỡ ok. Màu trắng thì nó cũng đây màu trắng, tí nữa em sẽ mặc lên trọng người luôn nhá. Áo tay lỡ, mã của em là mặc là áo tay lỡ nhá. Các chị qua trang cá nhân của em chốt đơn em gái. Đây từ từ là con cái gì tiếp nhỉ? Là mặc cho các chị dài tay nhá. Dài tay em mặc cho người xanh ngọc nhá. Em mặc xanh ngọc hay là gì nhỉ? Xanh ngọc nhưng mà có ít lắm ấy, xanh ngọc có ít lắm ấy, sợ mai không đủ thôi. Cổ cao như này đi chị, ok các chị yên tâm. Bây giờ em sẽ lên một loạt cho mọi người, cứ từ từ mỗi chị gái cho em xin một tí thôi. Đây các chị ơi, nhìn cái cổ này nó hơi khác, nó khác cổ kia đúng không? Nó khác cổ kia là nó hơi vát này. Cổ này là nó sẽ vuông hơn nhá. May nó sẽ kiểu là dày hơn này, đường may nó sẽ dày hơn trọng người nhá. Bây giờ em sẽ phối cái chân váy bò nhá, mà thôi nhá. Các chị hoan hỉ cho em 99.000 đồng, chân váy bò chốt luôn 99.000 đồng đi nhá. Ok chưa? Chân váy bò chốt luôn cho các bà 99.000 đồng. Một cái chân váy bò này bao kiểm tra hàng dày dặn như này chưa? Không phải là hàng vớ vẩn đâu, em gặp trọng người xem này. Được chưa? 99.000 đồng có quá là ngon trọng người không ạ? À? Chân váy bò bên đấy có đấy, em ghi cho em nhá. Em có 3 size SML. Size S là dưới, size S là dưới 46, size M là dưới 51 và size L dưới 56 con của em. Bạn chuẩn bị tới cái hộp để tớ đứng lên trọng người xem kỹ dáng của chân váy bò. Các chị đợi em một chút nhá. Các chị ơi ghi hộ em là CV2 đi. CV2 mẫu mới đấy, chưa bán bao giờ đâu. Mà hôm nay hiểu là mọi người tương tác nhá. Đây là thôi em bán rẻ cho mọi người luôn. Các chị thương em cho em xin một nút chia sẻ, ấn follow và theo dõi page của em nhá. Đấy, ấn thả tim follow theo dõi page của em. Các chị tương tác nhiều thì em bán được sắp hàng thì em lại về hàng mới và em lại bán rẻ cho mọi người. Chứ mà ế sắp mặt ra thì không có dám về hàng mới đâu đúng không ạ? Đấy mà nếu như mà em mà không gặp được, em không bán được thì em cũng không nhập được số lượng. Mà không nhập được số lượng thì cũng không bao giờ làm được rẻ, không bao giờ bán được rẻ cho mọi người như thế này. Kể cả có muốn rẻ đi chăng nữa vì giá số lượng ít với giá số lượng nhiều nó phải tranh nhau chứ đúng không? Ủa, tiếc chưa này, xinh xỉu cho mọi người ơi. 99.000 đồng thôi nhá, đã nói rồi thì thôi không sửa. 99.000 đồng em đeo thêm cho cái túi sách màu B, túi sách B2 159.000 đồng hàng Quảng Châu. Trời ơi, chắc là ngã mất. Sorry mọi người nhé, phải đứng lên cái thùng giấy in. Đây các chị đã cho cái tay vào trong túi cho em. Các chị có nhìn rõ dáng chân váy bò không? Hai bên của nó có túi này, cho cái tay cho em như này nhá. Thời thế này các chị diện áo này quá là nhẹ nhàng, sương sương rồi. Không cần phải đợi trời lạnh nữa. Nếu như mà cảm thấy phù hợp thì chơi cho em con tay lỡ, rồi mua thêm cho em một con tay dài cất đi vào mùa mặc cho em, được chưa? Tầm trung thu đúng không? Bây giờ là Hà Nội buổi tối này quá là ok. Đấy, đeo thêm trong cái túi sách này, để các cháu này cho em chụp ảnh này, được chưa? Túi sách thì là 159.000 đồng hàng Quảng Châu, bán cho các chị từ A đến Z, từ đầu đến chân luôn. Áo đang mặc bằng màu luôn các chị gái này. A6 kèm màu kèm số điện thoại, đúng rồi em không có bán bên này các chị ơi. A6 em có màu nên mặc các chị ghi hộ em là màu em đang mặc là màu xanh ngọc nhá. Ngày mai em sẽ bệ thêm vào gian hàng bên này. Còn bây giờ các chị qua trang cá nhân của em là Nhung Bi thời trang giá rẻ, các chị chốt đơn cho em nhá. A6 em mặc trong người em có màu này là màu xanh ngọc này. Màu tiếp theo các chị ghi giúp em là màu úa này. Màu tiếp theo các chị ghi giúp em là màu úa này. Bạn ơi,
màu úa này, em có màu này các chị ghi cho em là màu đen này. A6 em có màu này các chị ghi cho em là màu kem này. Màu tiếp theo các chị ghi cho em là màu lâu. Và màu này các chị ghi cho em là màu trắng. 40 đến tầm 62 cân là mặc vừa luôn. Thì em đang like mẫu này em chịu em không lên được nhé chị nhá. 40 đến tầm 62 cân mặc vừa luôn. Túi em đang đeo trên người các chị ghi cho em là, em xin lỗi, túi này các chị ghi cho em là T2 này. Túi nó mặc em xin lỗi tên mấy? T2. Tôi đang đeo trên người là T2 hàng Quảng Châu nhá. T2 là 159.000. Hôm trước em bán là 179, bây giờ em bán cho người là 159.000 đồng. Ok chưa? T2 ba màu, T2 màu em đang mặc trên đeo trên người là màu kem. T2 màu kem. T2 màu này là màu đen. T2 em có màu đen và T2 em có màu này các chị ghi cho em là màu be, cứ để này này, cứ để như này này. Đấy cho mọi người nhìn nhá. T2 kèm màu kèm số điện thoại cho em nhá. 159.000 đồng, 4 ngăn cho em. 4 ngăn cho em nhá. Áo đang mặc là 79.000 đồng một áo và mua 2 áo trở lên là 75.000 nhá. 79.000 đồng một áo. Và chị ơi em có tắt cam đi thì nó vẫn như thế thôi và em không thể là tắt được cam đấy nhá. Ở trên live cũng là do cái đèn nó sáng. Do cái đèn nó sáng thì nó sẽ sáng hơn một tông so với bình thường. Và lúc nào cũng nhắc các chị như thế rồi. Còn nhà nào cũng thế thôi. Nhà nào live stream người ta cũng phải bật đèn thôi. Chứ làm gì có chuyện tối om om mà live được stream đúng không mọi người. Nhá. Em có mẫu này các chị ghi luôn này. T2 em có màu nó mặc là màu xanh ngọc. Em nhắc lại bảo màu một lần nữa xem qua mẫu này. Em xin lỗi, mẫu này là A6 màu xanh ngọc này, A6 màu úa cho em này, A6 màu tiếp theo là màu đen này, A6 màu tiếp theo các chị ghi ra là màu kem. Em có màu này các chị ghi ra là màu lâu. Và em có màu này các chị ghi ra là màu trắng. Túi em có cả túi vu xỉ, túi GC, các chị cầm nhìn lên là túi GC. Túi này của em thì hàng cao cấp hơn này, 249.000 đồng, cũng là hàng Quảng Châu nha. Túi này các chị ghi cho em túi GC 249.000 đồng nhá, 249.000 đồng hàng Quảng Châu, được chưa? Em qua mẫu tiếp theo chọn lựa đây. Phiên bản dài tay à, phiên bản tay tay ngắn cổ lọ đấy ạ. Phiên bản tay ngắn cổ lọ đấy nhá. Con này của em thì cũng là em xin lỗi, con này của em là 65.000 đồng một áo. 65.000 đồng một áo và mua 2 áo trở lên thì em xin lỗi 75 quen mồm nhá mọi người. Con này của em là 75.000 đồng một áo và mua 2 áo trở lên là 70. Con này là hôm trước không có màu này đâu ạ. Màu này của em mới về. Màu này của em mới về xong này, cổ của nó cổ 3 phân. Các chị ơi mặc này cho em này, sau đó thì các chị khoác về cardigan. Em chuẩn bị lên cardigan cho mọi người nhá. Bây giờ em sẽ mặc áo này và chốt với cardigan cho mọi người. Chân máy này các chị ghi cho là CV2. Chân máy bò này hôm nay hướng lên bán cho người 99.000 đồng, được chưa? Một cái chân máy bò 99.000 đồng em không hiểu tại vì sao bán được cho mọi người cái giá này luôn đấy. Vào mùa em đợt tầm tháng 4, tháng 5 em nhập chân váy vào đã là 150.000 rồi. Đấy, chứ không ngờ em có bán được cho mọi người cái chân váy 99.000 đồng đâu. Thực ra là giá trị hàng này, giá trị hàng của cái chân váy, giá trị của cái chân váy này nó cao hơn nhiều nhá. Cuối mùa rồi nên là người ta sẽ cho mọi người luôn nhá. Em không có áo tay hến trời. Tiếp theo này, em có mẫu này các chị ghi giúp em là A mấy? A2. A2 cho tôi xin hâm nước cái. Bây giờ em sẽ mặc cho người A2 nhé các chị nhá. Bây giờ em sẽ mặc cho người A2 này. Chất này, em dơ gần cho người xem từ từ nhá. Trước khi mặc em sẽ kết chất cho các chị xem này. Được chưa? Các chị kéo thoải mái cho em, cũng không hề bị rão và không hề bị mất form luôn này. Ê bạn ơi, bạn đứng kéo đi. Đây các chị nhìn thấy chưa? Không hề bị nháo, không bị xù và không hề bị nhăn luôn trọng người luôn. Đây, em vò trọng người này. Không hề bị xù một tí nào luôn. 75.000 đồng. 75.000 đồng. Áo đã mặc, đợi tí em lên bảng màu cho ạ. Đợi em một tí nhá. Sợ tớ xin nước thường đấy. Nước này chỉ có uống vài hớp thì đấy. Các chị đã vẫn chưa thoát khỏi cái áo này của em à? Xong chưa? Áo này của em không có sai, nhưng mà trên 60 cân vẫn vừa các chị đẹp ơi. Trên 60 cân vẫn vừa, 40 đến 62, 63 cân. Bởi vì là em đã nhờ một người là 67 cân mặc vào cho em, chui vào vẫn vừa cơ. Nhưng mà tầm 62 cân là mặc đẹp.
nhá. Mẫu này mặc thì các chị ghi thôi là A6 màu xanh ngọc cho em. A6 màu này các chị ghi thôi là màu úa. A6 em có màu tiếp theo là màu đen. A6 em có màu này các chị ghi giúp em là màu kem. A6 em có màu này các chị ghi giúp em là màu lâu. Và A6 em có màu này các chị ghi giúp là màu trắng. Còn chân váy thì là mã CV2 99.000 đồng. Chất mà mỏng, chất mà không đẹp, form nó mà không dài, không giống như trên livestream thì hoàn hàng cho em. Các chị để ý cho em, cái mất xứ cái tem rồi. Đấy, để ý cho em mà đợt này em toàn chạy cái tem của nhà này bởi vì chất form nó rất là đẹp và rẻ luôn đấy. 99.000 đồng nhá, CV2. Đây em qua mẫu trọng người luôn này. Đây A2 của các chị đây nhá. Áo 2 dây của em là 2 dây đệm mút hàng Quảng Châu nhá. Áo 2 dây 49.000 đồng. Nhà em bán rẻ nên chạy theo kiểu là chạy số lượng, nên là đơn các chị là mua từ 2 sản phẩm bên em mới gọi điện chốt đơn. Các chị cố gắng là đặt 2 sản phẩm giúp em nhá, để bên em gọi điện chốt đơn nhá. Cái đai thì chị ghi luôn là đai tròn 49.000 đồng nhá. Chị heo mũ mỹ mời em trả lời chị rồi mà đừng sờ farm cái livestream của em nữa. Tí nữa em sẽ lên cho chị, cứ từ từ giúp em nhé. Áo len tay hiện em like quá là nhiều, từ lên là cứ từ từ giúp em. Chân máy bò hiện tại là em chỉ còn màu đen thôi. Các chị có thích màu xanh không thì em về màu xanh trọng người luôn. Các chị có thích màu xanh không thì em về nhá. Chân máy bò này là phải ôm số lượng lớn cơ thì mới về được cho mọi người. Chứ bảo là dưới 200 con thì không bao giờ em nhập được. Ít nhất là một mẫu của nó phải nhập được trên 300 con thì em mới nhập được cho các chị, bán được cho các chị giá này. Hình như cổ mặc được rồi. Em mặc ngừa cổ rồi đó chị ạ. Lấy áo 2 dây để test chất cho mọi người xem nhé. Áo cổ vuông vừa lấy các chị ghi thôi là A6 là được nhá. A6 tí nữa nhá. Hồi em đã bỏ qua mẫu rồi. Áo đang mặc thì là A2 ạ. A2 các chị ơi. Áo đang mặc thì là A2 nhá mọi người nhá. 15.000 trước. A2 em đang mặc trong người, em có màu đang mặc là màu úa. 60, em xin lỗi, 75.000 đồng áo. 75.000 đồng một áo và mua 2 áo trở lên là 70. A2 đang mặc trong người em có màu úa này. A2 em có màu này các chị ghi giúp em là màu lâu này. A2 màu tiếp theo các chị ghi giúp em là màu xanh này. Màu này là màu xanh cho em này. A2 em có màu này là màu trắng. A2 em có màu này các chị ghi giúp em là màu kem. Màu bên trong các chị ghi giúp em là màu này hết rồi này. Màu này hết này. Và màu này các chị ghi luôn là màu đen nhá. A2 của em là 40 đến tầm 62. Túi của em là hàng Quảng Châu, chốt tại livestream trọng người với giá là túi của em là 159.000 đồng nhá. Liên tiếp cho mọi người cái áo này này. Khách từ lễ rồi, cứ em ơi lên cái áo này đi. Tay hến nhộn người luôn. Áo này các chị không thể là bỏ qua được. Áo này em phục vụ các chị với giá là 86.000 đồng một áo. Và mua 2 áo trở lên là 80.000 đồng. 86.000 đồng một áo và mua 2 áo trở lên là 80.000 đồng nhá. Áo này em có full màu để cho người lựa chọn. Trước khi mặc lên em sẽ dơ gần cho người xem chất này. Đấy, cực kỳ mềm cho các chị luôn nhá. 40 trong khoảng cân nặng là 40 đến tầm 62 cân nặng vừa nhá. Áo này các chị là con gái thì cũng phải cần phải có một cái áo này trong tủ đồ. Mọi người sẽ mix cho em rất là nhiều kiểu luôn cho em. Các chị không phối với chân váy bò nhưng mà mọi người có thể phối với quần dài. Tí sorry mọi người nhá, tí em sẽ phối với quần dài cho các chị luôn. Chuẩn ở quần bom ấy, hôm trước em phối cho các chị với quần bom này. Mẫu này của em thì các chị ghi giúp em là áo len tay hến kèm màu kèm size. Sơ mi tay chung của em là sơ mi tay
tay chung của em là 79.000 đồng nhá mọi người nhá. Sơ mi tay chung của em là 79.000. 1,3k chị gái đang xem livestream, cho em xin một lúc thả tim, thả like, kéo tương tác. Hôm nay mọi người tương tác cho em sẽ sale rẻ cho mọi người luôn. Các chị có muốn tặng cái gì không thì em sẽ bán rẻ hơn một sản phẩm cho mọi người luôn. Áo lắm mà các chị ghi của em là áo len tay hến kèm màu kèm sọc điện thoại của em có màu lắm mà các chị ghi của em là màu be tố nhá. Nhận hàng bao các chị kiểm tra hàng cho em toán này, không mềm bạn ơi, đừng test chất kéo chất đi. Em test chất cho mọi người xem này. Ôi trời ơi, kéo thế thì còn cái gì áo nữa, trời luôn ấy. Kéo cái phần này thôi, kéo cái phần này này. Kéo ở đấy, kéo hết vào người. Đây là kéo cái phần này này để cho người xem này. Và hôm nay các chị ghi giúp em là áo len tay hến. Đây, kéo thì nó vẫn về form nhưng mà muốn nó kéo như này này. Kéo cái đoạn này này để mọi người xem chất này. Được chưa, em có màu này các chị ghi giúp em là áo len tay hến này. Em có màu mặc các chị ghi giúp em là màu be tối này. Màu này các chị ghi giúp em là màu xanh. À em xin lỗi, màu này các chị ghi giúp em là màu xanh cổ vịt này. Em có màu tiếp theo các chị ghi giúp em là màu lâu nhạt. Màu này các chị ghi giúp em là màu màu úa nhá. Màu này các chị ghi giúp em là màu úa này. Em có màu tiếp theo các chị ghi giúp em là màu rêu. Em có màu này các chị ghi giúp em là màu be sáng này. Màu này các chị ghi giúp em là màu trắng. Màu trắng và màu này các chị ghi giúp em là màu đen. Dép các chị có muốn bán không? Dép này trước em bán là 115.000 này. Các chị có muốn mua dép nữa không thì em về trọng người nhá. Đấy, mọi người hỏi dép khá là nhiều. Chân váy bò thì là 99. Chân váy bò thì mã của nó CV2 90.000 đồng nhá. CV2 là 99. Đeo thêm cho một cái túi sách. Túi sách của em là 159.000 đồng hàng Quảng Châu, mã của nó là T2 nhá. T2 là 159.000 đồng hàng Quảng Châu. Ai lấy T2 các chị ghi là T2. Áo 2 dây đâu nhỉ? Áo 2 dây của em này. Áo 2 dây của em là 2 dây đệm mút và của em cũng là hàng Quảng Châu. Không phải là hàng Quảng Châu, các chị hoàn hàng giúp em nhá. Áo đang mặc là 86.000 đồng một áo. 86.000 đồng một áo và mua 2 áo trở lên là 80, được chưa? Áo tay hến của em nhá. Chắc là các chị ơi, kéo thoải mái cho em như này. Các chị kéo thoải mái cho em cũng không bao giờ bị đất luôn nhá. Trừ trường hợp các chị chán, các chị vắt đi. Là con gái thì cần phải có một cái áo này trong tủ đồ. Mình mặc đi chơi, mặc ở nhà, mặc đi ngủ cho em. Mình mặc thay thành cái áo con cho em. Bởi vì áo con các chị buổi tối mình ngủ là nó sẽ bị cứng đúng không ạ? Mình mặc cho em cái áo này nó vẫn rất là mềm, thoải mái, dễ chịu cho mọi người luôn. Còn các chị mặc bên trong, các chị mix với áo vest, áo phông, rồi là sơ mi đều ok hết luôn. Mẫu này các chị đi với em là áo 2 dây. 2 dây đệm mút em đang mặc trong người là màu đen. 2 dây đệm mút em có màu này là màu ghi cho em này. Màu tiếp theo các chị ghi cho em là màu rêu. Và 2 dây đệm mút em có trắng. Màu này là màu trắng. Em kéo cho mọi người xem chất này. Nhìn thấy thôi nhưng mà cực kỳ co giãn. 40 đến tầm 65 cân là vừa. 40 đến tầm 65 cân là vừa nhá. Ai lấy 2 dây đệm mút các chị ghi cho em là 2 dây đệm mút kèm màu kèm số điện thoại giúp em nhá. 49.000 đồng một cái thôi. Em bán chạy số lượng thôi nên là bán rất là rẻ. Nhưng mà ăn số lượng, các chị một đơn các chị đi 2-3 sản phẩm cho em. Tiếp theo là set quần chít em ôm được này. Thị trường đang chạy quảng cáo là 180 đến 200.000 đồng cho một set quần chít. Em bán cho người 99.000 đồng và cũng bao mọi người kiểm tra hàng cho em toàn luôn. Thực sự là một set chip rẻ nhất nhà em sẽ bán cho người với giá là 119.000 đồng đã rất là rẻ rồi. Nhưng mà cái lô này là em ôm được nhá, Trung Quốc nó sale xuống, em ôm được rẻ, em bán rẻ cho người luôn này. 99.000 đồng nhưng mà là trên 10 cái quần chip. Và các chị ơi, 2 tháng, 3 tháng thay cho em một lần. Tính ra có 9.900 cho một cái quần chip thôi. Các chị nhìn chất ok không ạ? Các chị ghi là set chip rẻ kèm số điện thoại cho em. Trong khoảng cân nặng là 40 đến tầm 65 cân mặc vừa. Và bên trong của nó là sẽ có, bên trong của nó là có lớp kháng khuẩn bên trong này. Mặc rất là thoải mái, dễ chịu. Các chị có thể mua cho cả nhà, mua cho mẹ mình mặc này, mua cho mẹ mình mặc, mua cho con mình mặc nhá. Đấy, nó có rất là nhiều màu luôn. Nó có rất là nhiều màu, các chị mặc thay đổi giúp em. Xếp quần chip giúp em nhá. Xếp quần chip 99.000 đồng. Cam kết cho người là hàng Quảng Châu, chất rất là mềm. 99.000 đồng. Tương tự nhá. Tiếp theo là áo con đi. Áo con ná nhá. Áo con ná thực sự em bán cũng quá là nhiều rồi nhưng mà mọi người vẫn hỏi nhiều nên em chạy lại cho mọi người luôn. Áo này của em sẽ so sánh các chị với hàng rẻ luôn. Áo mà thì các chị cứ ghi giúp em là áo gì nhá. Áo này các chị ghi giúp em là áo len tay hến là được ạ. Áo len tay hến của em thì là 86.000 đồng một áo và mua 2 áo trở lên là 82. Đây áo con này, em sẽ so sánh cho mọi người hàng loại 1 và hàng loại 2. Hàng nhà em với hàng thị trường nhá. Hàng tem đỏ này thì sẽ là hàng đắt này mọi người nhá. Còn hàng rẻ thì sẽ là hàng tem trắng. Đây, hàng nhà em sẽ là hàng tem đỏ này. Các chị nhìn em độ dài của cái hàng rẻ và đây em đang cầm trên tay là hàng đắt và hàng này là hàng rẻ, mọi người so sánh cho em này.
Thứ nhất, hàng đắt nó sẽ dài hơn là một. Thứ hai, cái quả, các chị ơi, cái quan trọng là cái quả ngực này. Các chị nhìn hộ em hai cái quả ngực, các chị nhìn thấy chưa ạ? Quả nào nhìn nó săn, nó chắc và nó đẩy ngực ạ. Các chị nhìn hộ em nhé, bản thân em đang mặc cái màu rêu. Đây em cũng đang mặc một cái màu rêu bên trong. Và thề mọi người là em có full màu của cái áo này. Em đang mặc full màu của áo này luôn nhá. Đấy, em các chị mặc size gì chốt size đấy cho em này. Bên trong của nó nhá, chất cao su, toàn bộ là cao su, rất là mềm luôn cho em. Hàng nhà chị Nhung mãi đỉnh đẹp rẻ. Em cảm ơn chị Hoa Mộc Nam nhá. Và bên trong của nó là phải lợ dập thông số logo này nhá, chứ không phải là hàng trôi nổi mà nó không có thông số đâu mọi người ơi. Hàng rẻ nó không hề có lợ thông số này. Hàng này các chị sẽ mua ngoài chợ là mấy chục nghìn đồng là đúng rồi. Nhưng hàng của em bảo các chị rồi, hàng mà chuẩn người ta đang chạy quảng cáo là 150 đến 180. Em phục vụ các chị với giá là 68.000 đồng và các chị yêu cầu cứ kiểm tra hàng chưa thanh toán. Được chưa? 68.000 một áo. Các chị có thể nhích size cho em, bởi vì size này là size thường nhá, thì các chị có thể nhích size. Các chị mặc 34 thì các chị có thể lên 36 hoặc là các chị mua 34 cũng được nhá. Mà mua 34 thì mới đầu mặc nó sẽ hơi ôm một tí, rồi một thời gian sau là nó giãn ra là vừa. Em có màu này các chị yêu là màu lâu. Em có màu này là màu đen này. Màu tiếp theo là màu rêu. Em có màu này là màu rêu cho em này. Và màu cuối cùng là màu be giúp em nhé. Màu cuối cùng là màu be. Các chị ghi hộ em là áo con lá kèm màu kèm size kèm số điện thoại giúp em. Áo con lá kèm màu kèm size kèm số điện thoại giúp em nhé. Sau các chị mở to tiếng lên cho em là được nhá. Em là các chị ơi, ghi em là nhà em là Nhung Bi các chị ơi, đừng nhầm nhá, đừng nhầm em nhá. Áo đang mặc các chị ghi giúp em là áo len tay hến. Tay hến em mặc trong người là em có màu, em mặc là màu be tối nhá. Tay hến màu be tối này, tay hến màu này các chị ghi giúp em là màu này các chị ghi là màu xanh cổ vịt này. Áo tay hến em có màu này là màu xanh cổ vịt cho em này. Màu tiếp theo các chị ghi ra là màu lâu. Tay hến em có màu này các chị ghi ra là màu úa này. Áo len tay hến em có màu này các chị ghi ra là màu rêu này. Màu tiếp theo các chị ghi cho em là màu kem. Màu này các chị ghi cho em là màu trắng. Và màu này các chị ghi cho em là màu đen. Màu tiếp theo là màu đen nhá. 86.000 đồng một áo, và mua hai áo trở lên là 80. Quần phòng đi em ok các chị luôn. Chân váy này các chị ghi thôi là chân váy gì ạ? CV2 là 99.000 đồng. Quần tata thì em vẫn phục vụ các chị với giá là 82.000 đồng ạ. VV chứ. Quần tắc ta thì là 82.000 đồng một cái nhá. Em có hai size SM. Size S là dưới, size S là dưới 55 và size M là dưới 70 cân của em. Em có màu này các chị ghi cho em là màu lâu. Quần tắc ta em có màu này là màu lâu. Em có màu này là màu kem này. Quần tắc ta em có màu này các chị ghi cho em là màu hồng này. Màu tiếp theo các chị ghi cho em là màu xanh lá. Và màu tiếp theo các chị ghi cho em là màu đen. Màu tiếp theo các chị ghi cho em là màu đen. Mọi người thông cảm cho là em nói hơi nhỏ thì các chị cố gắng là vặn to cái ô volume lên hộ em, bởi vì em cứ nói to là hôm sau em sẽ bị ốm, em không nói được to, mọi người thông cảm giúp em nhá. Chân váy em mặc có 3 size SML 100, em xin lỗi, 99.000 đồng nhá. Con này biết thế vừa bán 110.000. Mấy trăm con đã được thêm mấy triệu ấy, thật sự luôn ấy, hộp vở lấy thể hứng kiểu gì em bán chân váy này 99.000 đồng. Cô người không có chưa một cái chân váy bò dày đẹp như này. Không hiểu tại sao em lại bán 99.000 đồng. Này các chị nhìn này. Đấy, cho cái tay vào trong cái túi cho em nhá. Ghi hộ em là chân váy gì nhỉ? Ghi là CV2, các chị ghi là chân váy bò là sẽ nhầm đơn đấy. Ở nhà em có rất là nhiều mã nhá. CV2 kèm size kèm số điện thoại cho em. Size 159. S là dưới 46, size S là dưới 46, size M là dưới 51 và size L dưới 56. Túi của em là hàng Quảng Châu, 159, mã của loại T2. Túi này các chị đang chia sẻ em chốt đơn, không chia sẻ em không chốt đơn túi nhá. Quần áo thì ok, nhưng mà riêng túi không chia sẻ em không chốt đơn. Không chia sẻ về trang cá nhân thì chia sẻ trên hội nhóm lớn, bởi vì là cái túi này em giao xỉ lại cho khách xỉ, em thừa sức bán 150 vẫn ra tiền luôn. Em không quan trọng túi này, nhà em rất là nhiều khách xỉ bốc các chị để ngoài cái túi này, bởi vì làm sao các chị mua hàng xỉu miền Nam đã là 160 đến 180 ở ngoài chợ xanh. Các chị đi mấy cái chợ sinh viên đi, một cái túi hàng Việt Nam đã là 160, 180 rồi. Đây một cái túi hàng Quảng Châu, hàng Quảng Châu mà 159 đồng. TV2 nên là các chị phải chia sẻ em mới chốt được đơn. TV2 nhá.
TV2 đây em. Em sẽ nói T2. Em sẽ dở ra cho người xem bên trong. Áo tay hiện em mặc là 86.000 đồng một áo vậy nhá. Các chị có thể qua trang cá nhân của em là Nhung Bi thời trang giá rẻ, các chị chốt đơn. Còn bên này là em sẽ không chốt đơn nữa nhá. Đây các chị ơi, bên trong của nó là sẽ có một ngăn như này. Một ngăn như này các chị ơi, chân váy có một màu đen thôi các chị ơi. Một ngăn cho em này, hai ngăn cho em này, ba ngăn cho em, ba ngăn cho em và bốn ngăn cho em như này nhá. Mà có bao tiền ạ? 159.000 đồng thôi các chị ơi. T2 kèm màu kèm số điện thoại cho em. Em đang mặc trong người là em đang cầm trên tay là màu này là màu be. Em có màu be này, màu kem này, em đeo cho người xem màu kem này. Trời ơi, và cái túi này các chị sẽ đeo được hai kiểu. Một là kiểu như em đang đeo, hai các chị cái dây này các chị phải điều chỉnh nhá. Dây này này, các chị điều chỉnh thì các chị bỏ cái nệm nấc này ra cho em này. Dắt cái dây này lên cho em này, điều chỉnh cho nó lên trên này này thì mọi người sẽ đeo được chéo, dây nó sẽ dài hơn ra nhá. Nhưng mà đeo kiểu thế nó không hợp với cái set đồ này nên em sẽ không cởi ra nhá. T2 em có màu này là màu kem này. Em sẽ nói màu này là màu be, em đang đeo trên người là màu kem. Và màu này các chị ghi cho em là màu đen nhá. Màu này các chị ghi cho em là màu đen. Đây các chị nhìn hộ em bề ngang này. Đấy, chắc chắn chưa? 159.000 đồng. 159 nhá chị nhá. Áo sơ mi trắng của em là 79.000 đồng. Đấy, ghi lê hôm trước còn hàng không? Ghi lê hôm trước đẹp, ơi là đẹp mà hết sạch hàng. Like được cho các chị, đúng live stream là hết sạch luôn. Áo ghi lê hôm trước là 119. Các chị cố gắng đợi em mấy hôm nữa em về cho người nhá. Đây này. Ủa, em lại lên cho người sơ mi trắng này nhá, 79.000 đồng, ngon vãi chủ luôn mọi người ạ. À, form to rộng 40-65 tâm mặc vừa. Thề mọi người, năm đầu tiên em bán cho người là trên 100.000 đồng, bởi vì lúc đấy là em đi nhập lại và em nhập được số lượng chỉ 100 con thôi, là cùng thôi. 100-200 con là lúc đấy, hồi đấy gọi là sung sướng, gọi là bán được số lượng nhiều đấy. Đấy, nhưng mà đến năm vừa rồi là em bán cho người là 99 thì em bán đến số lượng 1.000 cơ, chứ em không chơi trăm nữa. Nhưng mà năm nay thì gọi là lên một cái đẳng cấp level mới, thì năm nay là em tự có xưởng rồi, em tự giao mẫu cho xưởng như em nào, cắt ra cho người có 79.000 đồng, chất rất là đẹp luôn. Có lẽ các chị mua đâu bằng em hoàn hàng giúp em, với điều kiện form phải to rộng, và chất nhà em là chất trắng, không phải chất trong ạ. Chất em xin nói chất đục nhá, không phải là chất trộm đục nhá. Con này là trên thị trường nó có rất là nhiều nhà bán luôn, nhưng mà chất này của em là chất trắng nhá, không là cái chất đục mà nhìn nó kiểu là đục gọi là như nào nhỉ, tả nào nhỉ. Nói chung là nó là trắng nhá các chị nhá. Nó 79.000 đồng. Và chất này là chất lụa, chất lụa nhá, không xù, không nhão, không nhăn. Nếu như chân mà các chị mua hàng chất thô ấy, mua chất thô thì nó sẽ đứng form, nhưng mà mặc bao hôm là nó nhăn ra. Thì nói chung là bác là mà lười chân như em thì mã rất là nhìn 99.000. Chân váy là 99.000 đồng nhá, có cần mặc lên không ạ? Cái này các chị có cần mặc lên không thì em mặc nhá. Áo tay hiến thì 40-65 cân mặc vừa nhá, chân len nó co giãn nó trời. Đây em sẽ mặc cho người xem nhá. Sơ mi tay chun 79.000 đồng, đây em mặc cho người nhá. Đây chất này, các chị nhìn thấy chưa? 79.000 đồng nhá, con này mai sẽ trả hàng mọi người. Hai hôm nay là hết hàng, vẫn đang đợi xưởng trả. Thì chắc chắn ngày mai sẽ về cho người nhá. Ô, đang mặc áo này bên trong nhìn có buồn cười lắm không mọi người? Cởi ra nhá, từ từ để em cởi ra đã. Đấy, mọi hôm là có áo len ghi lê, còn áo len ghi lê không? Áo len ghi lê không, ghi lê hôm trước cơ mà. Mấy cái ghi lê trái tim hay là ghi lê hộp ấy. Đây quần sóc đây, quần sóc bò thì em hết hàng rồi. Hôm trước về nhưng mà quên mất không live stream nên về sau các chị đã có hết rồi. Đây, sơ mi tay chu này. Bảy chín nghìn đồng một cái sơ mi này thôi. Các chị mặc này cho em bên trong này. Form 40 đến tầm 65 cân mặc vừa nhá. Các chị mặc này cho em này, xong là phối thêm cho em một áo ghi lê. Áo này của em là em chốt tại live stream cho người với giá là 139.000 đồng. Con này em có hai tông màu để cho người lựa chọn nhá.
Mẫu này các chị ghi gọi là ghi lê phối kèm màu kèm số điện thoại thôi em nhá. Chị ghi lê phối em có màu lâu này, ghi lê phối em có kẻ lâu và ghi lê phối em có kẻ đen nhá. Ghi lê phối em có kẻ lâu và ghi lê phối em có màu đen kẻ đen nhá. 90 à, em xin lỗi 129.000 đồng, 129.000 đồng cho một con ghi lê phối này thôi. Và quần em mặc các chị ghi rất là quần tác ta, quần tác ta kèm size kèm số điện thoại của em nhá. Quần tác ta kèm size kèm số điện thoại của em. Quần tác ta em mặc xong người em có màu em mặc các chị ghi rất là màu đen này, quần tác ta màu đen này, quần tác ta màu đen. Quần tác ta màu tiếp theo các chị ghi giúp em là quần tác ta em có màu tiếp theo các chị ghi giúp là màu lâu. Quần tác ta em có màu này các chị ghi giúp là màu kem này. Em có màu này các chị ghi giúp em là màu hồng nhé nhá. Màu tiếp theo các chị ghi giúp là màu xanh lá. Ai size SM, size S là dưới 55, size S là dưới 55 và size M dưới 70 cân giúp em. Còn áo nó mặc các chị ghi giúp em là áo ghi lê phối kèm số điện thoại của em nhá. Ghi lê phối kèm số điện thoại của em. Áo này nhà em về thêm cho người màu đen thì lại hết sử những cái màu khác rồi. Áo này bây giờ em chỉ còn có 3 màu. Màu vàng đâu, màu vàng trên nhà thấy còn nhiều nhất thì lại không đưa. Mẫu này em chốt tại live stream cho người mà 119.000. Dày lắm ấy, dày cực kỳ luôn. Mẫu này là mấy hôm nữa em sẽ về cho mọi người nhá. Mấy hôm nữa là em sẽ về cho mọi người. Cái hiện tại trong nhà em chỉ còn tầm 2-30 con thôi. Nói chung bác nào may mắn thì mai sẽ được chốt cái áo này nhá. 119.000 đồng nhá. Áo ghi lê phối có màu lâu và màu đen cũng đẹp, màu đen rồi, màu đen này. Mọi người ơi, màu đen đấy nhá. Các chị không phối như mặc thì các chị có thể phối với áo len 3 phân. Áo len 3 phân của em là 59.000 đồng. Áo len 3 phân là 59.000 đồng một áo và mua 2 áo trở lên là 55.000 đồng. Chân vành là em không có nhá chị nhá. Đây bây giờ em sẽ phối cho mọi người cái set đồ này này. Rất là hợp luôn cho em nhé. Con này form to rộng 40 đến tầm 65-70 cân mặc vừa. Kể cả các chị mua cho mẹ mình mặc cũng được. Mua cho mẹ mình mặc cái áo này cũng ok nhé. Đây này. Cái này xong là các chị mùa đông đến các chị đi bốt cho em thì phải nói là đỉnh của chót. Các chị không mặc như em mặc thì các chị có thể mặc với quần dài. Em sẽ mix với quần dài cho mọi người nhá. Em sẽ mix với quần dài cho mọi người luôn. Áo này các chị ghi rồi là ghi lê cổ tim kèm màu kèm số điện thoại cho em. Cũng không biết là còn hay hết cơ đơn vì chưa đóng xong. Đấy cái quần dài ấy. Em có 4 màu, em có 5 màu. Q30. Áo này các chị ghi là ghi lê cổ tim nhá, 119.000 đồng. Trên live stream mọi người nhìn rõ độ dày của nó luôn. Cái bảng màu của cái áo này thì thật sự nó quá đẹp, không chê ở đâu được luôn. Mọi người nhìn em cái chất này. Mọi người ơi nhìn em cái chất này không thể nào chê được ở đâu được luôn ấy. Em có mẫu này các chị ghi giúp em là màu đen, ghi lê cổ à, ghi lê tim 119.000 đồng. Em có màu đen, ghi lê tim em có màu này các chị ghi giúp em là màu kem. Màu tiếp theo các chị ghi giúp em là màu đỏ à, em xin lỗi, màu này các chị ghi giúp em là màu màu vàng cho em này. Màu tiếp theo các chị ghi giúp em là màu be tối cho em. Màu này là màu be tối và màu cuối cùng là màu lâu. 40 đến tầm 65-70 cân mặc vừa. Các chị không mặc với quần em mặc các chị có thể phối với con Q30. Con này là cái con mà không thể thiếu trong tủ đồ của mọi người được. 99.000 đồng cho một cái quần baggy rất là dày dặn luôn cho em. Form dáng đường kim mũi chỉ đường may cũng rất là đẹp luôn nhá. Bây giờ em sẽ phối cho mọi người một cái set đồ để các chị có thể mặc đi chơi này, mặc đi à, em xin một cái set đồ các chị có thể mặc được đi làm nhá. Túi hết màu be rồi à chị à. Ở trên giỏ hàng hết rồi ạ chị Miu Miu. Đợi tí em thi em thêm cho. Ghi lê bên này em không bán nữa chị ơi, em bán ở bên trang cá nhân của em nhé. Còn bên này là em không có đăng ở bên này ạ. Nói sao ghi lê hẳn vàng hết à? Ồ thế thì hết rồi các chị ơi. Thế là đơn nhà em hôm qua chưa đóng đơn xong. Chưa đóng đơn xong thì em cứ thấy ở trên mắt em còn. Em bán thôi thì hết hàng. Em xin lỗi mọi người. Hết ghi lê nhá. Em xin lỗi hết rồi. Ơ thế bây giờ em biết bán cái gì đây nhỉ? Chủ yếu là em mặc cái set đồ này thôi, ghi lên mọi người đừng chốt, em mặc cho mọi người để các chị màu đen thôi này. Chốt mỗi màu đen à? Màu đen cũng chỉ có mấy chục cái dép rồi. Quần em mặc thì các chị ghi rất là Q30 kèm size kèm số điện thoại ghi này. Q30 size S là dưới 46, size M là dưới 51, size L là dưới 56 và size L là dưới 60 cân thôi em. Size L là dưới 60 cân thôi em nhá. Q30 kèm màu kèm size kèm số điện thoại thôi em. Thế ghi lên hộp còn hàng không? Là
Mẫu này các chị ghi luôn là ghi lê theo. Ghi lê theo của em thì cũng là 99.000 đồng thôi. Các chị không mix như em mặc, các chị có thể mix với cái áo em đang mặc hoặc là áo len 3 phân. Bây giờ em sẽ mặc áo len 3 phân mọi người này. Áo len 3 phân của em thì là 70, à, em xin lỗi, 59.000 đồng. Áo len 3 phân của em 59.000 đồng một áo. Áo len 3 phân của em là 59.000 đồng một áo và mua 2 áo trở lên là 55.000 nhá. 3 phân thì em có màu be tố này. Áo len 3 phân thì em có rất là nhiều màu này mọi người ơi. Sơ mi tay chun là 79.000 đồng. Phối chỗ xét đi em cưới đi à. Là như nào ạ? Nhà em bán hàng gọi là hàng công sở bình thường thôi, chứ bảo là đi chơi rồi đi ăn cưới thì không có đâu ạ. Váy đi tiệc các thứ không có đâu ạ. Đây em sẽ mặc không nhá. Em sẽ mặc không với cái áo 3 phân này đi, để các chị ngắm rõ cái dáng quần luôn. Để các chị ngắm rõ cái dáng quần nhá. Áo len 3 phân em mặc trong người em có màu, em đang mặc là màu be tối này. Màu tiếp theo các chị ghi thôi là màu đen. Màu này các chị ghi giúp em là màu lâu. Và màu này các chị ghi giúp là màu kem. 59.000 đồng một áo. 59.000 đồng một áo và mua 2 áo trở lên là 55. Cái áo là 59, cái quần là 99. Đeo thêm cho em một cái túi sách 159.000 đồng nữa. Cả một set đồ cho em 159.000 đồng. 159.000 đồng được chưa, cho cả một set đồ đấy. Trời lạnh thì làm sao, các chị có thể mix thêm một cái cardigan bên ngoài cho em. Trời lạnh các chị mix thêm cho một cái cardigan bên ngoài cho em là ok nhá. Áo 3 phân kèm màu kèm số điện thoại giúp em. Còn quần em mặc là Q30 chất tuyết mưa. Q30 tuyết mưa không xù không nhã không nhăn, chất rất là dày dặn luôn cho em. Em ít khi em bán quần lắm, phải quần nào thật sự đẹp em mới lên quần cho mọi người nhá. Chứ nhà em không bán sùng lô mua mọi người ơi. Áo này của em cũng rất là hot luôn các chị gái này. Áo này của em đang rất là hot luôn. Con này của em là A4 kèm màu kèm số điện thoại giúp em. A4 thì em chốt tại livestream cho mọi người có 100 bao nhiêu nhỉ? A4 của em là 119.000 đồng. A4 của em là 119.000 đồng nhá. Bây giờ em sẽ lên cho mọi người con A4 này nhá. À, từ từ lên cái con cardigan hôm nay không bạn. Chết rồi quên mất. Hôm nay cardigan đâu nhỉ? Cardigan hôm nay về full màu cho mọi người rồi thì lại quên không lên cho mọi người luôn. Con này hôm nay sale sập sàn cho mọi người luôn. Hôm nay tương tác cao em sẽ bán rẻ cho mọi người luôn nhá. Bình thường em bán lẻ ra là 199.000 đồng, được chưa? Bình thường em bán lẻ ra 190. Áo len ghi lê bên em hết hàng nhá. Bây giờ các chị có chốt em cũng không chốt nữa. Vừa khách bảo là hết hàng rồi mà các chị ơi. Em nhầm, em tưởng là trên mắt còn thì em like thôi, chứ thực ra là hệ thống là đơn nhà em chưa đóng xong. Đâm ra là mai bên em cũng không có gọi điện cho đơn áo ghi lê đâu ạ. Mẫu đó là vì các chị ghi thôi là cardigan thừng kèm màu kèm số điện thoại thôi em này. Cardigan thừng em sale lốt cho mọi người với giá, nghe giá sốc luôn này. 182.000 đồng của cardigan thừng. 182.000 đồng nhá. Em có màu em mặc là màu hồng này. Cardigan thừng em có màu em mặc là màu hồng này. Màu tiếp theo các chị ghi giúp em là màu be tối này. Cây em từng em có màu này là màu be tối. Có bờ la luôn. Bờ la đâu ở trang? Cái vết này. Có bờ la, các chị có muốn lên bờ la không? Em lên cho người luôn nhá. Em có màu này là màu hồng này. Màu này các chị ghi giúp là màu be tối này. Màu tiếp theo các chị ghi giúp là màu lâu. Màu tiếp theo các chị ghi giúp là màu kem. Và em có màu này các chị ghi giúp là màu vàng nhá. Em có đăng ảnh hot girl mặc hôm nay rồi. Con này đang rất là hot luôn. Con này em bán cách đây 1 tháng rồi. Con này em bán cách đây 1 tháng rồi nhá mọi người nhá. Đấy, bây giờ là hôm nay em chạy lại mẫu này. Hôm trước em bán lẻ ra là 199. Năm ngoái con này là em bán lẻ ra là 279. Rồi năm ngoái là nhập vào cao. Còn năm nay là bán sớm nên là nhập được rẻ cho người thì bán rẻ cho người nhá. Cardigan thừng kèm màu kèm số điện thoại cho em 182.000 đồng. 40 áo này của em là form to rộng 40 đến tầm 75 cân một vừa nhá. Quần thì là 40 đến tầm 60 cân. Em xin lỗi 43
Quần của em mặc đang mặc là 40 đến tầm 63 cân là vừa nhá. Size S là dưới, size S là dưới 46 47 cân này. Size M là dưới 52, size L là dưới 56 và size L dưới 60 cân luôn em nhá. Các anh em thùng kèm màu kèm số điện thoại của em. Áo khoác bra của mọi người đây ạ. Đấy, cái con này là hôm trước em đã bán rồi. Con này hôm trước em sắp quá trời quá đất luôn này mọi người. Mẫu này là hôm nay về thêm cho các chị luôn. Mẫu này hôm nay về thêm nhá. Hàng này thị trường đang live stream 280. Hôm trước em có đăng ảnh hot girl mặc đấy ạ, 280.000 đồng chuẩn y hệt như hàng nhà em luôn. Từ cả cái mác các chị nhìn nhá, từ cả cái mác, cái size, cái form luôn trọng người luôn. Hàng nhà em là bên trong của nó là hai bên cầu vai nó sẽ có đệm mút và hàng hai lớp trọng người luôn. Em chốt tại live stream trọng người với giá là 169.000 đồng một áo này thôi. Các chị kêu em là vét trơn kèm màu kèm size kèm số điện thoại cho em nhé. 169.000 đồng hàng hai lớp cho em. Đây là một cái set đồ các chị có thể là mặc luôn này. Hàng này là em vừa lấy trong túi nên là nhìn nó sẽ hơi bị nhăn một tí bởi vì là em lấy trong túi đây. Đây. Cái đấy là lâu chưa? Cái này của em là có hai tông màu. Em có hai tông màu để cho mọi người chọn nhá. Đây. Cái này em vừa lấy trong túi nó hơi nhăn một tí nhá. Cái này là em treo ở trên mắt nó lâu rồi. À, nó sẽ đỡ nhăn hơn. Em có hai tông màu nhá. Em có màu be và em có màu đen. Em có màu be và em có màu đen nhá. Em có màu nó mặc là màu be này. Size 3 size nhỉ? Áo này 3 hay 4 size nhỉ? 3 size. 3 size SML 40 đến tầm 65 cân mặc vừa. Em đang mặc là màu be này và một màu đó là màu đen nhá. Đây, một cái set đồ mà các chị không thể thiếu trong tủ đồ của mình được. Đúng ạ. Thời tiết này các chị diện cái áo này nó nhẹ nhàng sương sương thôi, nó không quá dày và cũng không quá mỏng đâu ạ. Nên các chị mặc cái áo này là thời tiết này là quá là ok rồi. 40 đến tầm 65 cân mặc vừa. Các chị ghi ai là vét trơn kèm màu kèm size kèm số điện thoại cho em nhá. Vét trơn có cả đen, cái này các chị ơi. Hàng đệm mút cho em là chất này của em là chất siêu nhẹ đó nhá. Chất này của em là chất siêu nhẹ màu đen đẹp, màu đen cũng đẹp dễ mặc nhá. Hai bên đệm mút như này và có 169.000 đồng áo này thôi. Hàng này rất là đắt nhá, thị trường đang live stream rất là nhiều, các chị cứ đi tham khảo giá. Nếu như mà cảm thấy em bán đắt, đây màu đen này, màu đen này mọi người này. Đây màu đen này nhá. Em mặc nó hơi rộng một tí, các chị có thể mặc này cho em này. Sau mọi người thắt thêm cho em cái đai vào. Thắt thêm cho em cái đai vào, nhìn cho nó có điểm nhấn nhá. Túi không có màu ghi đâu các chị ơi, túi màu này là màu kem đấy ạ. Đây nha em nhá, lại bảo màu này. Túi này các chị ghi rồi là túi tay mấy nhở? Túi này các chị ghi rồi là T2. Em có màu này các chị ghi rồi là màu... Màu be à? Túi T2 em có màu be à? T2 em có màu đen và màu T2 em có màu kem nhá các chị nhá. Màu này là màu kem nhá các chị ơi. Đây, các chị có thể sắn cái tay này lên cho em. Túi T2 này các chị đeo được hai kiểu này. Kiểu đeo vai và kiểu đeo chéo nhá. Đây. Túi này của em là T2 nhá mọi người nhá. T2. Áo vest là 169.000 đồng. Đẹp quá. Đây, mọi người cài này cho em này. Xong là thắt cái đai vào. Đai này của em là đai dây. Đai này của em là đai dây. Em chốt tại live stream trọng người với giá là 59.000 đồng. Đây các chị cài cái đai dây này vào cho em này. Đấy, nhìn cho nó có điểm nhấn nhá. Vừa lên mặc nó hơi bị rộng đúng không? Các chị thắt cái đai này vào, nhìn cho nó đỡ bị rộng nhá. Nó có size nhưng mà hàng vest là các chị phải mặc rộng rãi thoải mái một chút nhá. Hàng siêu nhẹ cho em, thời tiết này diện quá ok rồi các chị ơi. Vest là mặc trong người là 169.000 nhá các chị ơi. 3 size S còn là... Các chị ghi rồi là vest trơn là được. Đây. Đấy, các chị thắt cái đai vào nhìn cho nó có điểm nhấn. Không có chị để không thôi, để trơn thôi. Nhà em thì không chuyên vest nhá. Đây là mẫu nào phải gọi là xuất sắc lắm, đẹp lắm em mới về chọn người nhá. Chứ nhà em không chuyên vest luôn. Đấy, áo đã mặc là 3 size SML. Đai này là đai dây là 59.000 đồng. Áo thì 3 màu, áo là 3 màu để cho người lựa chọn nha. Quần thì là các chị ghi rồi là Q30. Áo vest của em là 40 đến tầm 65 cân là vừa nhá. 40 đến tầm 65 cân là vừa luôn. Các chị không thích để này thì các chị thả ra thôi. Thả dáng ra cho em cũng được, không cần phải cài vào đâu. Các chị ghi tôi là vét trơn, mã của nó là vét trơn nhá mọi người, vét trơn màu đen và vét trơn màu be cho em này.
Em nhớ lại bảng màu áo len 3 phân một lần nữa, xem qua mẫu này. Chuẩn bị cái con A mới nhỉ? Con kia đang còn nhiều để bán con đấy này. Áo 3 phân em mặc trong người, em có màu em mặc là màu be tối này. Màu này là màu be tối cho em. Màu tiếp theo các chị ghi ra là màu đen. 3 phân em có màu này các chị ghi ra là màu lâu. Và 3 phân em có màu này các chị ghi ra là màu kem nhé. 3 phân em có màu kem. Chốt tại livestream cho mọi người với giá là cục tắt đồ nhỉ. Năm mươi chín nghìn đồng một áo và mua hai áo trở lên là 50. Và em sẽ lên cho các chị cái con này nhá. Con này nhà em bây giờ đang đắt hàng này. Áo len cổ tim live trên đầu live của con nhá. Ghi lê cổ vuông không á? Ghi lê vuông là ghi lê làm này chị nhỉ? Bỏ theo môn chi lô em hết hàng rồi, hết lâu rồi. Bây giờ chỉ còn mỗi vỏ xuông thôi. Đây, các chị mặc áo này cho em cũng đẹp này. Áo này nhà em đang hot lắm luôn đấy mọi người ơi. Áo này thì em chốt tại livestream cho mọi người với giá là... Áo này em chốt tại livestream cho mọi người với giá là bao tiền nhỉ? 119, ghim lại đi anh ơi. Áo này em chốt tại livestream với giá là 119.000 đồng một áo. Ấy lại giỏ hàng đi. Áo bò xanh thì 132.000 chị Nhật Nguyễn ơi. Mã của nó là áo bò xuông ạ. Ghi lê đỏ, ghi lê đỏ chị ghi hộ em là ghi lê theo. Ghi lê đỏ chị ghi hộ em là ghi lê theo là được nhá. Áo nó mặc thì các chị ghi giúp em là A4 à. Mỗi lần mặc các chị ghi ra là A4 nhá. 119.000 đồng cho một áo này thôi. A4 nó mặc trong người em có màu là màu rêu này. A4 màu tiếp theo các chị ghi giúp em là màu be tối này. A4 em có màu be tối này. A4 em có màu này các chị ghi giúp là màu đen này. Màu tiếp theo các chị ghi giúp em là màu kem nhá. Màu kem rất là đẹp luôn. Chân em nó mềm lắm các chị ơi. Mặc không hề bị xuyên thấu bên trong luôn. Và toàn bộ cái hàng cúc này của em này. Toàn bộ cái hàng cúc này của em nhá. Các chị kể cả các chị ngực to đến mấy nó cũng không bị hở đâu. Bởi vì là chất len nó rất là co giãn và cái cúc này nó may cực kỳ dày luôn. À, các chị không lo là bị hở ngực một tí nào đâu ạ. Em có màu này các chị ghi rất là màu kem này. Màu tiếp theo các chị ghi là màu úa này. Màu úa là cái tông màu mà em thấy ưng nhất nhá. Màu úa thì tùy nhá, tùy sở thích mọi người. Nên bác nào mà trắng da mặc màu úa cực kỳ hợp luôn cho em nhá. Em có màu này là màu úa và màu cuối cùng là màu lâu nhá. Màu cuối cùng của em là màu lâu. 119.000 đồng một áo này thôi. 40 đến tầm 62 cân mặc vừa. Mọi người có thể phối với quần tắc ta đi em mặc cũng được. Quần tắc ta mặc trên người thì là 82, túi thì là 159.000 đồng, áp dụng tài khoản chia sẻ livestream với em nhá. Riêng túi là bác nào mà chia sẻ livestream em mới chốt được với giá là 159.000 đồng. Hàng đấy của em là hôm trước em bán livestream là 179 nhá. Mẫu đấy là em bán livestream là 179 nhá mọi người ơi. Hôm nay thì em có mã này bán rất là đắt hàng này các chị ơi. Con này là em bán tặng đầu livestream với giá là 94.000 đồng. 94.000 đồng nhá, em bán rẻ đầu livestream là 94. Mã này các chị ghi giúp em là áo len tay bồng kèm màu kèm số điện thoại giúp em nhá. Áo len tay bồng em có màu này các chị ghi giúp là màu kem này. Áo len tay bồng em có màu này các chị ghi giúp em là màu úa và áo len tay bồng em có màu này là màu đen. Bây giờ em sẽ mặc lại áo len tay bồng cho mọi người nhá. Bác nào lấy A4 các chị cứ ghi em là A4 kèm số điện thoại giúp em là được nhá. 40 đến tầm 62 cân mặc vừa, em đứng gần cho mọi người xem là kéo này các chị này. Không hề bị hở ngực một tí nào luôn. Bởi vì là ngực bác nào mà to đúng không? Đấy, các chị sợ là bị hở ngực đúng không? Nhưng mà chất len nó rất là co giãn nên các chị yên tâm mà mặc cho em nhá. Áo đang mặc màu, em đang mặc là màu rêu đấy ạ. Em đang mặc trên người là màu rêu. Em sẽ mặc cho người áo len tay bồng nhá. Áo này của em là chất này là chất của nó chất đanh nì nhá mọi người ơi. Không là cái chất mà nó gọi là không phải là chất len lông thỏ đâu. Và chất này nó rất là lì cho em thì nó mới tạo nên cái phong bồng cho cái tay này được.
cái len này mà chất của nó là chất mềm thì không bao giờ lên được cái form đứng cho cái tay này được đâu. Chất rất là đẹp luôn cho em, dày dặn luôn cho em. 40 đến tầm 62, 63 cân, 65 cân mặc vẫn ok nhá. Cực kỳ co giãn luôn và hai bên tay của nó này các chị nhìn này. Đấy, em mặc lên nó vẫn rất là phồng luôn cho em. Len này các chị ơi, nếu như cái chất len nó mà cái chất len nó rũ ấy, chất len mềm ấy, nó không thể phồng phồng được hai bên này đâu. Và chính chủ yếu cái áo này nó đẹp ở cái phần độ bồng của cái tay ấy, độ bồng của cái tay đấy. Nên các chị nhìn này. Đấy, 40 đến tầm 62, 63 cân mặc vừa. Phối thêm cho em một cái quần tắc ta. Quần tắc ta thì là 82 nhá. Quần tắc ta thì là 82 này. Cái set đồ cho em này. Được chưa ạ? 82 cộng với 96 à 94 ạ. 82 với là 90 là 94. Chân váy đen hôm qua thì nhà em hết sạch hàng rồi, nhà em hôm nay có mã chân váy bò mới thôi. Chân váy bò này là em bán đầu livestream cho người có 99 đồng một cái chân váy bò này thôi này. Em có 3 size F và L nhá. Con này vừa lấy đầu livestream mọi người chốt rất là nhiều luôn. Mã này của em là CV2. Mã này của em là CV2 99 đồng 3 size F và L nhá. À, cái áo bờ ra đấy em cao có 1m50 thôi, chị Tuyết Phạm ơi, vừa hay không mà theo sở thích của chị. Còn em cao 1m50 thì em mặc như thế chị xem có phù hợp với chị không nhá. Chân váy bò này là em chốt tại livestream cho mọi người là 99, mã của loa CV2 nhá. Rồi mặc này lên mọi người chốt rất là nhiều nhá. Chân váy bò này nó chui hơi lâu nên em sẽ ướm này cho nó nhanh nhá. 99.000 đồng thôi, dày dặn lắm luôn đấy. Size S là dưới 46, size M là dưới 51 và size L dưới 56. 6 nhá, áo thì em chưa có bán ở bên này chị ơi. Em chưa đăng nhá, mai bên em sẽ đăng và bên các chị vào đặt sau thôi em nhá. Còn tất cả những cái hàng mới hầu như là hôm nay em chưa có đăng ở bên này. Các chị có thể qua trang cá nhân của em đặt hàng cũng được. Hoặc là các chị có thể là chốt những cái mã là ở trong giỏ hàng mà các chị ưng thì các chị chốt cho em thôi. Còn nhiều mã em chưa đăng ở bên bên Tóc Tóc lắm, bởi vì là chủ yếu em bán bên trang cá nhân nhà em là chính. Áo đang mặc là 94.000 đồng nhá. Em nhắc lại bằng màu một lần nữa thì em qua mẫu này. Bây giờ em sẽ lên cardigan cho mọi người đi. Lâu rồi à, từ đầu nay giờ chưa lên cardigan đúng không? Bây giờ em sẽ lên cardigan cho mọi người luôn này. Áo tay bồng em có màu úa này. Áo tay bồng em có màu kem này. Và áo tay bồng em có màu này là màu đen nhá. Màu đen cho em này, 94.000 đồng áo. Đeo thêm cho một cái túi sách nữa thì phải nói là đỉnh của chóp luôn. Túi này hôm nay phải nói là vỡ trận. 159.000 đồng một cái túi sách hàng Quảng Châu. Một cái túi sách hàng Quảng Châu 159.000 đồng. 3 ngăn, 4 ngăn cho em như thế này. Mã của loa T2 nhá. Mã của loa T2. Túi T2 cho em nhá. Đây, bên trong của nó 1 ngăn này, 2 ngăn này. 1 ngăn này, 2 ngăn này. Đây, bên trong nó như này. Xong thấy bumper á, bumper á còn màu lâu đấy. Anh ghim nốt bumper, bán nốt màu lâu đi cho nó gọn mẫu. Các chị ơi, cho mình tên mã hàng của em nhé. Ok, bây giờ em lên cho mọi người luôn này. Còn váy cổ ren không chị á? Váy cổ ren. Váy cổ ren em hết hàng rồi, chỉ có váy ren thôi. Váy cổ ren thì không còn nhá. Áo cổ tin này đây. Bác là vừa váy áo cổ tin đấy. Áo này em mặc đầu livestream mọi người chốt khá là nhiều rồi. Các chị có muốn lên lại không thì để em lên lại cho các chị luôn nhá. Túi có lặng tay không chị á? Lặng tay hay không? Em thì em thấy là lặng tay còn tùy vào suy nghĩ của mọi người. Cái này thì em không dám chắc. Các chị nhìn, các chị quan sát thôi, còn em không bao giờ dám khẳng định một điều gì cả. Em chỉ biết là, em chỉ khẳng định một điều là em cái này của em là hàng Quảng Châu. Bởi vì với giá 159.000 đồng thì chỉ có hàng Việt Nam thôi. Nên em nhấn mạnh một điều là hàng Quảng Châu nhá. Đây các chị nhìn em nhá. Cái này các chị ra ngoài chợ xanh này, các chị đi mua mấy cái chợ Việt Nam thôi. Một cái túi sách này cũng phải là 180 hàng Việt Nam rồi. Còn hàng Quảng Châu làm gì có dưới 200 đúng không ạ? Nên em nhấn mạnh một điều là hàng nhà em là hàng Quảng Châu. T này các chị ghi ra là T2 đây. Đây bà ơi cầm một tờ với T2 màu năm mặt đang đeo trên người là màu be. Em có màu be này. T2 em có màu này là màu kem. T2 là em có màu kem. Em nói thật nhá, cái túi này là lô trước là em đã bán là 179, nhưng tại vì sao em bán là lô này là 159? Bởi vì em cứ bán một thời gian, riêng cái gì túi xách, giày dép, quần áo em cứ bán một thời gian là thị trường là có người ta ăn theo. Thế nên là em bán rẻ đi, dìm giá đi. Em bán dìm giá đi để người ta có ăn theo nhà em thì cũng không ở bán được bằng cái giá nhà em. Nói thật như thế. Còn để mà chạy một cái túi sách nhá, không lãi nổi được 30.000 ấy, thì tốt nhất là không nên buôn túi sách. Nhưng mà con này là em chấp nhận là em lãi các chị hơn 10.000. Em chấp nhận nô này em chấp nhận bán cho mọi người là ăn các chị là hơn 10.000 thôi. Bởi vì em muốn là kiểu là người ta có vào sau. Lô này là túi này là lần trước em đã bán một lô rồi. Em đã bán một lô với giá là 179 rồi. Bây giờ em bán rẻ đi để người ta có
bán theo em thì cũng không thể cạnh tranh được với giá nhà em. Không lại bảo là ừ hôm trước cái con Nhung Bi nó bán là 179, nhà này bán có 169.000 đồng. Đấy, được chưa? Tiếp theo này, áo tay bồng. Áo mặc là áo tay bồng 194 áo khoác bò các chị đây. Áo khoác bò hôm nay sale sập cả giá luôn nhá. Đợt này áo khoác bò ế vãi chủ luôn mọi người ạ. Ấy tháng tuần trước đắt hàng bao nhiêu thì tuần này ế bao nhiêu nhá. Hôm qua bán 135 rồi đúng không? Hôm nay bán cho người luôn này. Nghe giá luôn này. 126.000 đồng. Áo khoác bò 126.000 đồng, form to rộng 40 đến 85 cân một vừa, bò xuông 126.000 đồng luôn. Chân váy bò em vừa like xong rồi ấy, trong khoảng cân nặng là 40. Áo tay bồng ngày mai em sẽ đăng, hôm nay em chưa có đăng hàng mới ở bên này nhá. Ngày mai sẽ đăng cho các chị một loạt những cái áo này này. 79.000 đồng với 69.000, hôm nay nhà em vỡ trận mấy cái áo này, mai em sẽ đăng cho người luôn nhá. Ấy tí nữa em sẽ mặc lại áo cổ tim, mai em cũng sẽ đăng áo cổ tim bên này, còn hôm nay là chưa đăng cái gì mới đâu mọi người ơi. Đấy, nhiều mẫu xinh. Ui dồi ôi, sao tại sao cái lúc nhiều view quên mất không bán cho mọi người cái áo này. Áo này cũng xinh này các chị ơi, áo này em bán này. Đây cái áo này cũng quên không bán cho mọi người luôn thôi. Sao hôm nay lại đây toàn những cái áo đẹp. Từ nãy giờ quen chưa bán. Lúc vừa lấy hôm 1k người xem thì không bán. Bên trang cá nhân 1k người xem không bán. Bây giờ thì ít người xem rồi lại bán, chịu luôn. Bó là các chị ghi là bó. Bó này các chị ghi là bó trơn, bó xuông nhá. Bó xuông em xem cho mọi người là 126. 135 anh ghi một em kéo bò đi. Xeo sửa xuống cho mọi người là 126. Mã bó xuông, bó xuông 126.000 đồng nhau nhá. Form to rộng 40-65 cân lỏng cửa, 40-65 cân. Quần nhung em còn, quần nhung em bán đầu lai là 88.000 đồng đấy ạ. Varian thì hôm nay không có cái gì đâu, chỉ có mấy cái này thôi. Varian của em thì là 100, em chốt cho người là 182.000 đồng nhá. Varian là 182. Varian thường em có màu này là màu vàng. Varian thường màu vàng, Varian thường màu hồng đúng chưa ạ. Varian thường màu này là màu kem cho em, 182.000 đồng. Em có màu này các chị ghi cho em là màu lâu. Carian thường màu lâu và Carian thường màu này các chị ghi em là màu bia tối. Ở bên top top em vẫn đang bán là 215. Anh sửa Carian thường trọng người số 182.000 đồng đi. Còn con này của em thì em bán quá trời rồi đó rồi. Hôm nay nhá có 7 màu. Con này thì em bán đến số lượng là ở bên top top là bán số lượng mấy trăm rồi, nhưng mà không có một cái đánh giá là 4 sao. Toàn bộ đều là đánh giá 5 sao. Chị ơi, các chị ơi, váy nhà em 11 giờ em sẽ like váy, còn trước 11 giờ em sẽ không like váy đâu các chị ơi. Nhá, mẫu này của em là chốt tại live stream trọng người với giá là 199.000 đồng. Mã của Loka 40 em nhá. Ngày nào em cũng like cái con này. Ngày nào em cũng like áo này nhá. Ấy ngày nào cũng like đi like lại luôn trọng người luôn này. Mình nhận được áo bò trời ơi ló ưng này, tưởng zin mỏng mà rẻ này, ai rẻ cầm nặng tay. Đúng rồi, em cảm ơn chị Quỳnh nhá. Nói để mà nói là zin dày thì cũng không phải là dày lắm, nhưng mà bảo là zin mỏng thì không có đâu ạ. Đây các chị ơi, 120.000 đồng mà còn chê cái áo này nữa. Hôm trước em cũng bị trường hợp mà các chị có đúng một người, thề là có đúng một người chê là chất mỏng. Em cũng không hiểu là tại sao như này còn có thể chê được là mỏng nữa. Thật ra là tiền thì tiền người ta nói rồi là tiền nào của đấy đúng không chị ơi. 126.000 đồng thì mình cũng chỉ được thế này thôi, chứ bảo là 126.000 đồng mà đòi là làm cho em một cái giày, một cái áo mà mua 300-400.000 đồng thì không có. Nhưng 126.000 đồng hàng nhà em thì các chị sẽ mua ngoài thị trường tầm 180-220. Các chị nhìn em thế này có gọi là mỏng không ạ? Thế này có gọi là mỏng không? Mỏng thì phải là mỏng như nào, thế nào mới là mỏng ạ? Đây mới là đây mới là mỏng này. Đấy các chị nhìn thấy chưa? Còn đây của em là khoác bò nó dày như thế này mà vẫn chê này. Để chị luôn mà trong khi bán cho có 120.000 đồng. Có mã bò trơn á, bò trơn hôm trước thì em hết sạch hàng rồi chị ơi. Mua áo bò nhà chị về mê luôn ấy. À về mê thôi, em cảm ơn chị Trinh Võ nhá. Có đấy chị cuốn tròn em có đấy, nhưng mà nhiều mẫu em không có này. K4 chất đẹp lắm, em cảm ơn chị Thúy nhá. Thế Thái này.
ok em lên cho người ta bốn đi. Ta bốn này thật sự em bán quá nhiều rồi mọi người, chắc là mọi người xem hầu như các chị gái nào mà đã xem nhà em hay là thường xuyên gọi là fan cứng nhà em ngày nào cũng vào xem em live stream này, chắc là các chị đoạn này các chị chán thắt gán rồi đúng không ạ? Thôi cho em 2 phút em bán con ca bốn này nhá mọi người nhá. Ca bốn em mặc trong người em có màu, em đang mặc là màu vàng. Ca bốn em có màu này các chị ghi giúp là màu cam này. Ca bốn có 7 màu, bây giờ có 4 màu thôi ạ. Con này là em đánh hạ giá cho mọi người số 199 bên Top Top đi. Con này thề mọi người là em chưa có một cái đánh giá 4 sao nào ở bên Top Top, và ở bên trang cá nhân thì khen quá trời quá đất rồi ạ. Thề khen quá trời quá đất luôn mọi người ạ. Có cứ bảo là sẽ không vào xem nhung nai tốn tiền quá, lại phải tốn tiền ở chị Hòa Hàng ơi, chị mua đi, em phờ đi ship cho chị đơn này nhá. Mẫu này các chị ghi là em là K4, em có màu đang mặc là màu vàng. K4 em có màu này các chị ghi là màu nâu. K4 em có màu này là màu đỏ cho em nhá. Đấy, K4 nhá, hôm nay phờ lát sale trọng người như luôn nhá. Còn bên Top Top là em đang bể nè. Em mới mua đợt trước 210.000 nè. Ừ, cảm ơn Thanh Thủy nhá. Đấy, em để cho người là 199.000 đồng bởi vì là chị đang bán song song với trang cá nhân thì chị để giá trọng người bằng với trang cá nhân. Còn bình thường em live riêng Top Top thì em sẽ để giá cao hơn. Bởi vì bên Top Top là em bị mất phí sàn nên là em bị bắt hơn nhiều so với trang cá nhân nên là em phải để giá cao hơn ấy. Hôm nay em live song song cùng trang cá nhân và Top Top thì em mới để cho người giá bằng với Top Top với trang cá nhân của em thôi. Đấy, K4 thôi em nhá. Không ai check inbox chị ơi, mai nhân viên sẽ check nhá. Ok. Xem nhân là chi tiết tại sao em có thể quên cái set này được nhỉ? Tại vì sao em lại có thể quên cái set này? Mặc màu gì? Mặc màu rêu nhá hay màu xanh đi? Mặc màu xanh đi cho lổ da đi. Màu be á? Thôi chắc là gu mày không giống tao. Không ngờ nghĩ đến cái set này mặc màu be. K4 đúng rồi, mã của nó là K4 nhá. Đây. Đây. Nó sẽ bao gồm 2 dây nhá. Em đang mặc cái 2 dây màu đen bên trong là nhìn nó hơi buồn cười, hơn vừa buồn cười nhá. Thôi qua nghe chưa? Qua nhá, khoác cho em như này. Thế là em chốt tại livestream cho mọi người với giá 128.000 đồng. Chất thì nó cũng mỏng thôi. Chất mỏng thôi nhá, nhấn mạnh một điều là chất nó mỏng thôi, không có dày đâu ạ. Mặc nhẹ nhàng sương sương khoác ngày chơi mùa thu thôi. Chứ bảo mùa đông mà đi ra đường mà giữa 18, 20 độ mà ấm thì không có đâu ạ. Nhá, chỉ khoác nhẹ nhàng sương sương này thôi. Em để trọng người với giá là 128.000 đồng nhá bạn nhá. Miền Bắc, miền Nam đều mặc được, sắp trung thu rồi, mùng 2 tháng 9 mình về quê. Ngay thời tiết này, ngay giây phút này Hà Nội cũng nóng, lạnh rồi đúng không mọi người? Hà Nội cũng lạnh rồi đúng không ạ? 40 đến tầm 55 cân mặc vừa. Em có màu nó mặc là màu xanh này, em có màu xanh nhá. Em là em thích màu rêu nhất, em định mặc màu rêu ấy. Nhưng mà em sợ là mặc màu rêu nó hơi bị lóe. Mặc màu đen nó hơi bị lóe ở trên live. Chứ thực ra là em thích màu rêu nhất. Còn màu kem này thật sự là cái người em đợt này, ngực của em nó hơi. Em đợt này là em mới đẻ xong nên em rất là béo nên em không có dám mặc màu kem. Cái set này form nó vừa người nên là không dám mặc màu kem đâu. K4 chị giao hình rồi. K4, còn mỗi là các chị ghi là set len nhá. Mã này các chị ghi giúp em là set len 2. Thôi lại còn set len 2 chi tiết. Comment, bây giờ các chị comment nè. Set len 2 chi tiết, đến bao giờ cho nó xong một like đúng không mọi người? Nhá, các chị ghi là set len cho em. Em có màu là mặc là màu xanh, set len màu xanh này. Set len em có màu này là các chị ghi luôn là màu kem cho này. Set len em có màu này là màu rêu. Và set len em có màu này các chị ghi là màu lâu. Bombo mua là mã gì á? Ok các chị này, bombo của các chị đây. Bombo này là em chốt trộm người với giá là 195 nhá. Thề giày vãi chùa luôn ấy, không giày không lấy tiền nhá. Ấm lắm luôn ấy mọi người ơi. Bombo là 195 anh giảm giá luôn nhá. Mã nào em đọc bên này thì em phải giảm giá bên đấy cho em. 195.000 đồng siêu giày luôn cho em nhá. Con này thì bảo là bác nào mà to cao thì hãng mua, còn bác là nhỏ quá thì không nên mua. Em nói thật là nhỏ quá không nên mua. Hoặc là các chị có thể mà không nói về vấn đề thời trang, em không nói về vấn đề thời trang mà mặc bên bên trong ấy. Các chị mặc em xin lỗi, các chị mặc bên ngoài trời mưa trời lạnh, rồi là trời mưa trời lạnh các chị mặc chống gió cho em rất là ấm hơn cho em nhé, rất là ấm. Áo này thì lam nữ để mặc được đôi đấy. Em là bản thân chồng em cũng mặc vừa luôn đấy. Các chị ơi, cao to mặc nó sẽ đẹp. Còn như em này, em nói thật là em mặc như bơi trong cái áo này ấy.
Đấy, nên là bác nào mà không thích mặc rộng thì thôi. Còn các bạn học sinh, sinh viên, đấy, cái áo này thì em bán rất là đắt hàng bên Top Top. Bởi vì các bạn học sinh, sinh viên, các bạn lại rất là thích cái kiểu này. Đấy, tùy vào, còn chị em là hầu như khách nhà em ở bên trang cá nhân là khách công sở. Đâm ra là áo này em cũng không chạy nữa. Trong nhà em còn không đủ 10 con màu lâu nhá. Hàng này có sẵn rồi, còn hôm trước là hết hàng. Khách phải đợi một tuần rồi em mới ship được cho người đấy. Bên nhà còn một chiếc màu đen và lâu còn gần chục con nhá. Còn một chiếc màu đen. Đóng rồi. Đóng rồi á? Đơn 20. Thế thì hết rồi các chị ơi. Thế thì còn mỗi màu lâu thôi mọi người ơi. Còn mỗi màu lâu nhá. Các chị ghi là bomber chữ L luôn em nhá. Dày dày lắm luôn ấy. Ghi này mã ki Cardian K4 cho các bạn đi. Mặc áo khuy tay dài. Ok các chị luôn này. Ok chị này. Lên à, ghi lê em hết hàng rồi. Ghi lê hôm trước là cháy hàng rồi các chị ơi. Quần tắc ta thì là 82 ạ. Quần tắc ta em đang để bên Top Top là 99 thì anh giảm giá cho người là 82 nhá. Size S là dưới 55 và size M dưới 70 cân của em nhá. Dày lắm đấy, em lộn cho người xem bên trong như này này. Con này không dày, không ấm, không lấy tiền cho người luôn. Bóc hàng ra kiểm tra hàng cho em nhá. Đây. Đấy, thực ra mặc vẫn cũng ok đúng không? Cũng không ấy lắm. Còn em thì em không hợp gu, đâm ra em cũng không thích kê gì cho con này. Tùy vào sở thích mọi người thôi. Tiếp này. Đây em lên lại con cổ tim siêu hot đầu live stream ạ. Cổ tim nhà em nhá, chất dày đanh luôn. Cổ tim em sẽ mặc màu hồng đi. Em mặc màu hồng nhá, hay là mặc màu úa đi. Mặc màu úa đi cho nó lộn da đi. Con này của em là 115. 115 thôi bạn ơi. 115 nhá mọi người nhá. Cái phiên bản dài tay, à, ngắn tay đã là 119 rồi. Nhưng mà bây giờ là ôm được rẻ, bán được rẻ cho mọi người nhá. Con này, áo này thì ngày mai thì em sẽ đăng ở bên Top Top nhá. Hôm nay thì không có đâu các chị ơi. Hôm nay thì chưa có nhá, 119.000 đồng. Form 40, áo này của em là form 40, phần 58, 6 cân. Như hot girl người ta mặc ấy. Hot girl người ta mặc là để hở ngực này. Đấy, hot girl là người ta chụp ảnh người ta để hở ngực này. Nhưng mà như chị em mình công sở là các chị không thích mặc. Áo này 112 á. Ôi em đi mẹ nó rồi ấy. Sao đầu live stream em bán ngớ người vậy. Thật, 119 xuống 112. Ôi áo này 112 các chị ơi, ok nhá. Thế mai để nhớ để bên Top Top 112 đi. Mẫu này các chị ghi là áo cổ tim nhá, 112.000 đồng. Em có màu đang mặc là màu úa này, màu úa này, len cổ tròn đi bạn. Ok các chị mua cardigan vừa lấy okay, là 190. Cardigan này thì có 100 bao nhiêu nhỉ? 182. Cardigan này có 182.000 đồng thôi. Cái cardigan thường anh giảm xuống 182 ạ nhá. Có cộc tay không á? Cộc tay có luôn, cộc tay thì em có mỗi màu lâu. Xét hai chi tiết đấy 12. Bạn ấy cộc tay không còn màu lâu nhá. Cộc tay phiên bản đến đây này. Cộc tay nó ngắn thế này này. Em xem lốt cho người là 99 nhá. Mẫu này nếu như các chị lấy cộc tay, các chị ghi của em là tim cộc tay. Còn nếu như các chị lấy dài tay. Đây còn mỗi màu lâu này thôi. Đây. Đây. 100 cộc tay hôm trước là bán thề mọi người là bán 119 đấy. Xem lốt cho người là 99 đúng chưa ạ? Còn cái em đang mặc là 115. Còn hôm nay áo nào cũng đẹp. Đợi em một tí em lên cho nha. Em có màu đang mặc là màu úa này. Em có màu úa này. Màu tiếp theo các chị ghi giúp em là màu hồng này. Em có màu này là màu hồng nhá. Quần tắc ta 65 cân chị mặc giúp em size M đi. Size S là dưới 55 đến size M dưới 70. Đấy các chị ơi, cạp nó chung co giãn. Bản thân em là bầu 9 tháng. Bầu 9 tháng cái Tết năm ngoái em bầu 9 tháng mà em vẫn mặc trên livestream cái quần tắc cao này mà. Áo cổ tim em mặc trên người là em có màu úa này. Màu tiếp theo các chị là màu hồng. Màu hồng có hot girl Kim Anh Viễn bầu bé mặc này. Chất nha, em dơ gần cho người xem cận chất này. Rất là đanh và lì luôn cho em nhé. Yên tâm là chất rất là đẹp luôn cho em. Y hệt như hàng người ta bán 180-200. Còn nhà em chạy livestream thôi. Chạy livestream chạy số lượng em bỏ mã nhanh lắm. Chỉ like 1-2 like là 2-3 like là em có thể bỏ mẫu này. Em ngừng bán rồi. Hết hàng nó rất là nhanh, em không bị tồn hàng. Và em chạy số lượng một mẫu em có thể chạy được 500. Mẫu nào đắt hàng cũng chạy được 1000 chiếc. Đâm ra là bán được cho người rất là rẻ. Chứ không phải là bán rẻ mà bán hàng đều đâu. Lúc nào cũng mong muốn là các chị được kiểm tra hàng cho anh Toán nhé. Đây mọi người nhìn này, màu trắng chất trong chưa. Hôm nay em chưa có chị Huyền ơi. Mai em sẽ báo nhân viên tăng lên. Và ngày mai các chị vào các chị đặt lại cho em nhé. Ngày mai em sẽ để ở bên Top Top là 112. Thường là bên Top Top là em sẽ tăng thêm 5-10.000 so với giá trang cá nhân đấy. Đây này, em có màu này là màu đen cho em này. Và màu này các chị ghi cho em là màu kem này. Màu kem xinh xỉn chưa? Màu kem chất đanh chưa? Ok
Các chị nhìn này, chấp này, ok chưa? Và màu cuối cùng là màu lâu, màu cuối cùng màu lâu. Áo 2 dây á, áo 2 dây 4 à. Đơn nhà em gọi điện chốt đơn thì đi đơn rồi nhé. Còn chưa thì chưa nhé. Con này em này, từ em lên trong người con này đã. Con này thề chất nó sướng kinh khủng luôn mọi người ạ. Chất này, phê chưa? Màu trắng này. Em cầm cái áo này lên nhá. Hôm qua cái áo này về một phát mà nhân viên thì em nó xâu xé vào luôn đấy. Ngày nào cũng về hàng mới mà mỗi đứa nó phải tranh một cái luôn đấy. Bởi vì bọn nó là cái bọn trẻ con mà sinh viên, nhân viên thì em toàn sinh viên thôi. Nó thích mấy cái kiểu form rộng này lắm ấy. Chất nó thoải mái, rộng rãi nhá. 70 mấy nhỉ? 77.000 đồng một áo đi. 77.000 đồng một áo và mua hai áo trở lên là 70. Áo này các chị ghi là áo giấy nhá. Mã này các chị ghi là áo giấy kèm màu kèm số điện thoại giúp em này. Con này em quên mất không bán cái lúc nhiều mình xem đấy. Đây. Con này form trùng nông cho em như này nhá, xinh xỉu chưa? Mặc cái này cho em này. Đấy các chị mà không thích mặc dài này mọi người sơ vin vào cho em. Mọi người có thể để vận vận này cho em này. Đấy được chưa? Các chị sẽ mặc vận cho em này và các chị để tháng dáng này ra cho em và các chị có thể để chế vai này cho em bởi vì là chất này nó mềm lắm. Các chị kéo thoải mái luôn cho em này, mặc nhẹ nhàng xương xương này thôi. Em để cho mọi người, anh ơi sửa giá bên top top đi. Bên đấy em đang để 79 thì anh sửa xuống 76.000 đồng cho mọi người. 77 à? Ok này. 77 gì? 77 thì thôi, để cho người 75 đi. Chốt giá cuối cùng 75.000 đồng nhá. Ok chưa? 75.000 đồng. Thôi bạn ạ. À. Sao lại lừa mới sợ chứ. Em có màu này các chị ghi cho em là màu màu đó mà các chị gọi cho em là màu màu vàng à. Bạn vào mã là màu vàng à. Màu vàng, màu này là màu xanh đúng không? Em có màu vàng này, em có màu này các chị ghi cho em là màu xanh. Màu này các chị ghi cho em là màu đen và màu này là màu trắng cho em nhá. Chân váy chữ A thì em không có ạ, nhẹ lắm, sướng lắm đấy ạ. Bác nào mà thích cái cảm giác mà nhẹ nó xuống mà yên tâm là không bị chảy đâu. Yên tâm là không bị chảy nhá, tay dài này này. Đấy, xong là đeo thêm cho em một cái túi xách này. Tầm này xong là mặc cho em luôn này. TikTok hết trắng anh thêm một em trắng đi. Tầm này mặc cho em này nhá, xong là đeo thêm cho em một cái túi xách hay còn để cái quần như này. Đây gọi là cái quần như này nhá. Một là để trùng này cho em này, hai để gài gài cho em như này cũng đẹp này. Cũng để gài gài đẹp này. Đấy em thích mặc kiểu này này. Trời ơi. Sao tại sao em lại quên cái áo này nữa? Vừa lấy hôm 1k người xem không lên. Xong là đeo thêm một cái túi xách 159. Đeo thêm cho em một cái túi xách T2 159. Áo giấy nhá, nhẹ xuống. Các chị cứ yên tâm mà mua cho em, không hề bị chảy. Bạn ấy kéo chất đi nhá. Em có màu em mặc các chị yêu em là màu. Đây các chị ơi, test chất thoải mái, kéo chất thoải mái giúp em nhá. 11 comment giúp em tên mã hàng. Tên mã hàng giúp em nhá. Màu em mặc các chị ghi giúp em là màu vàng này. Đấy, màu trắng cho em này. Màu này các chị ghi giúp em là màu đen này. Màu đen cho em và màu cuối cùng là màu xanh nhá. Màu cuối cùng là màu xanh. 75 à? 75.000, ok chưa ạ? Túi đây, em lên lại cho các chị bảng màu này. Chân váy bò có gặp chung không em không nhá chị ơi. Đây các chị ơi, cái túi này các chị sẽ đeo được hai kiểu, một là kiểu như này, kiểu chéo này nhá. Kiểu chéo này thì các chị có thể để cái dây nó dài ra cho em. Được chưa? Một cái túi xách 159.000 đồng đeo được hai kiểu. Dây dài ra, không thì các chị điều chỉnh cái dây nó ngắn lại cho em như thế này là ok nhá. 159 em có màu này là các chị ghi cho em là màu kem. Em xin lỗi, màu này là màu be. Em có màu, đã nghĩa màu này hôm trước gọi là màu lòng tôm đấy. Màu này là màu be cho em. Em có màu này là màu đen cho em và màu này các chị ghi cho em là màu kem cho em. Đấy, đeo nhẹ nhàng xương xương này thôi, bắt cái tay này cho em này. Đây. Được chưa? Tiếp theo nhá, áo cổ tròn này. Con này em cũng quên mất không like này. Con này em cũng quên mất không like. Thôi. Bây giờ like thì mới có cơ hội là đóng hàng luôn cho mọi người chứ đúng không? Chứ mà đầu livestream mà nhiều người xem thế thì làm gì mà mai đóng được nhiều đơn trong các chị. Con này em cũng có ít thôi, cũng không có nhiều. Mẫu này em chốt cho mọi người với giá là đen không nhỉ? Con này em chốt cho mọi người với giá là 75.000 đồng áo và mua hai áo trở lên là 70. Mẫu này các chị ghi em là A7 nhá. A7 kèm màu kèm số điện thoại cho em. Áo cổ trong sửa giá, anh sửa giá chưa? Áo đang mặc không thấy ghim, anh ghim hộ em cái áo này và sửa giá xuống 75.000. Áo cổ tròn. Sửa xuống 75.000.
đợi em một tí em ghi, đợi em một tí nhá nhá. Áo đã mặc là A7. Áo đang mặc là A7 các chơi. Áo đang mặc, em xin lỗi, áo đang cầm trên tay là A7. Bây giờ em sẽ mặc cho mọi người màu úa đi. Mới về cho các chị màu úa đấy, hay là màu xanh ngọc cũng đẹp cơ ạ. Những cái dòng giấy này này, dòng tăm này mấy hôm nay em bán quá trời quá đất luôn đấy. Khách toàn mua 3-4 con liền các chị nhá. Em test chất cho mọi người xem. Em sẽ trước khi mặc em sẽ test chất cho mọi người xem này. Ở cái móng tay của em này, nó không gập được cái tay. Đây nhá mọi người nhá. Được chưa? Đấy các chị nhìn này, vẫn về form luôn. Ship đến cho các chị test hẳn chất, cho các chị kéo thoải mái cho em. Nếu như nó bị chảy, bị xù, bị nhão, bị nhăn, các chị cũng hoàn hàng cho em. Mấy chục nghìn thì cũng là tiền. Các chị cứ test hàng trước khi thanh toán cho em. Em vò các chị thoải mái này. Em vò các chị thoải mái luôn. Cái mấy cái này thì em không có đăng, em chưa có đăng ở bên Top Top đâu nhá nhá. Mai em sẽ đăng thì mai các chị, bây giờ các chị xem rồi mai các chị vào đặt cược giúp em là được. Áo đang mặc thì là 75.000 đồng một áo nhá. 75.000 đồng một áo thôi, em chạy số lượng thôi. Áo này các chị ghi giúp em là áo giấy nhá. Áo giấy màu vàng, áo giấy màu xanh, màu trắng và màu đen nhá. 75. Này các chị yêu em là A7, túi là 159.000 đồng hàng Quảng Châu chị ơi. Rồi, xinh xỉu. Bạn ơi đang hộ tớ cái quấn tóc rồi, cái cặp tóc rồi, cái dây buộc tóc ấy, chất tăm, áo đó mặc là chất tăm nhá, có vậy nhá, em có nhá chị Thanh Dung ơi, mai em sẽ bảo các bạn đăng giá đấy cho chị nhá. Tình chưa? Mấy hôm nay áo lại ngày nào cũng nghìn con cũng không đủ hàng cho các chị. Áo này chốt cho mọi người 75.000 đồng một áo, và mua hai áo trở lên là 70 nhá. Ghi hộ em là không có à? Anh hả? Dây tóc em có màu lắm mà các chị ghi cho em là màu úa này. Em có màu úa này, ghi là A7 nhá chị đẹp ơi. A7 màu úa này. A7 màu này là màu xanh lá cho màu này là các chị ghi là màu xanh ngọc này. A7 màu xanh ngọc. A7 màu tiếp theo các chị ghi ra là màu lâu. A7 em có màu trắng. Màu trắng mọi người sẽ nhìn rõ chất của nó. Màu trắng các chị nhìn thấy chất của nó chưa ạ? A7 em có màu trắng này mọi người này. Và màu cuối cùng là màu đen. Màu cuối cùng là màu đen nhá. 75.000 đồng một áo và mua hai áo trở lên là 70. Đấy, bảng màu rất là đẹp luôn cho em. 40 đến tầm 62 cơ là vừa với quần ta. Em cộng cho người cái quần 82, cái áo là 75. Quần 82 áo 75, xong là mọi người đeo thêm cho một cái túi xách 159.000 đồng hàng Quảng Châu nữa. Đấy các chị nhìn của em này, hàng nhà em thì bán cho người bình dân thôi, toàn mấy chục nghìn đồng thôi. Nhưng từng form dáng đường kim mũi chỉ đường may các chị nhìn này, may có đẹp không ạ? Mọi người nhìn em may có đẹp không ạ? Có một đường chỉ thừa là không mọi người nhìn em này. Hàng may đẹp, hàng may kỹ nhá các chị nhìn em này. May rất là đẹp và cẩn thận luôn cho em nhé, chứ không phải là rẻ mà bán hàng vớ vẩn cho người đâu nhá. A7 giúp em nhá, A7 giúp em. Tương tự như thế này nhá, có cái áo cổ vuông này này. Cổ vuông này thề bán đắt hàng nhất. Cổ vuông này bán đắt hàng nhất luôn đấy. Tương tự như form cổ tròn có cổ vuông. Áo này thì mai bên em sẽ đăng. Còn hôm nay là các chị sẽ không chốt ở bên này được. Hoặc các chị có thể qua trang cá nhân của em là Nhung Bi thời trang giá rẻ. Các chị qua bên đấy xem lượng đơn thì em đi như thế nào. Đấy, bán hàng ra làm sao. Rồi các chị có thể ngày mai các chị thích đặt top top, thích đặt trang cá nhân cũng được. Nhưng bên trang cá nhân thì sẽ mất ship. Nhưng bên top top thì dạo này cũng hết free ship rồi. Bên trang cá nhân là đồng giá ship 30.000. Đợi chồng ơi là chồng sư ra. Ê nhá chị nhá. Được chưa? Em nhắc lại bảng màu một lần nữa này. A7 kèm màu kèm số điện thoại giúp em. 62 cân có vừa không ạ? Anh mặc cho em đi. Anh mặc cho em cái con này nhá. Đây em nhờ chồng em mặc cho các chị xem. Áo này em đã nhờ một người mặc rồi.
65 cân vẫn chui vào được. Nhưng mà nhìn nó hơi ôm thì em bán cho chị là 62 cân. Áo bò này đợt này ế quá, các chị ơi em cũng sale áo bò này nhá. Tầm này hình như các chị không thích mua áo bò, nói chung là nó hết thời áo bò với sao ấy. Áo lọng, áo bò này hôm trước em bán là 155. Đấy, bây giờ em đang bị tồn tầm 200 con áo bò này. Em đang bị tồn tầm 200 con áo bò này, hôm nay em xin phép là xả lỗ luôn. Rẻ hơn cả giá, rẻ hơn cả giá xỉ nha em nhá. 155 bây giờ xả cũng 155, ôi bà chị mình. 135.000 được chưa? Ghiêu là bò loang đen nhá, bò loang đen. À, chị Jimmy ơi, chị inbox của em được không? Hoặc là chị qua trang cá nhân của em đặt đây. Kéo cao hơn còn lên. 65 cân kéo cao hơn nữa. Cố lên, có dám mặc vào không? Mặc được sao không? 65 cân đây các chị ơi. 65 cân, tầm 60-62 là đẹp. Hôm trước em nhờ bà kia 67 cân chui vào được. Tùy dáng người chui vào nó phải thoải mái chứ. Chui tất nhiên là chui vào được, cũng mặc không thoải mái. Thì em đã bảo là tầm 62 cân đấy, hy sinh cho các chị xem ok chưa? Có ai chiều các anh như em không? Mẫu này em sale lốt cho người là 135. Thế á, đang có phở đây ship à? Thế tối em lại cày top top, đợt này em bỏ top top rồi, em có bán top top đâu. Hải mã thôi. Tại vì đợt này top top không có free ship giảm giá nữa đây. Nên là mọi người chẳng mua đây. Mẫu hịn nhở. Không lâm các chị cho em xin tên mã hàng, 09 cho em xin tên mã hàng nhá. Tiếp theo này, bờ lên lại cho người cổ vuông, mọi người có muốn mặc cổ vuông không? Các chị có muốn mặc cổ vuông không? Áo khoác len đi chị ạ. Áo khoác len thì chỉ hôm nay chỉ có mấy mẫu này thôi. Mẫu này thì em đang chốt trọng người là bao nhiêu mà? Mẫu này các chị ghi giúp em là Cardian thừng. Cardian thừng của em là 182.000 đồng. Áo bò viền đỏ. Mai nhá, mai nhân viên thì em sẽ like. Áo thun em mặc là 75.000 đồng một áo, và mua hai áo trở lên là 70. Mai các bạn ấy sẽ mai em sẽ đăng cho các chị luôn nhá. Áo khuy tay dài á, ok, áo khuy tay dài. Đây, áo này của em là form to, form rộng, form trùng mông. Mà các chị không thích mặc form trùng mông thì thôi nhá. Còn kiểu của nó là kiểu form to rộng đây. Mẫu này là em đang để cho người với giá là 182.000 đồng thôi ạ. 182.000 đồng nhá. Em có màu em mặc là đi thuê là màu B à? À em xin lỗi, màu này gọi là màu gì nhỉ? Màu em mặc là gọi là màu màu lâu à? Em có màu, em xin lỗi, màu be tối, bạn ấy cập lại cho tớ ấy. Màu be tối này, em loại em đang mặc đâu? Loại em mặc gần giống như thế, nhưng mà loại này em về cho người là phi size. Còn loại hôm trước là có size thì loại đấy là có. Loại đấy thì em đang hết hàng, nhìn chị Thúy nhắc đợi em nhá. Em có màu em mặc các chị ghi giúp em là màu be tối này. Em có màu be tối này. Màu này các chị ghi giúp em là màu kem. Màu kem này. Em có màu này là màu hồng cho em này. Màu tiếp theo các chị ghi giúp em là màu vàng. Màu tiếp theo các chị ghi giúp em là màu vàng nha. Áo len xanh bao nhiêu nhung, màu này là màu lâu cho em nha. Áo len xanh à? Áo len xanh là à, xếp 2 chi tiết đấy là có 128.000 đồng thôi chơi. Nó bao gồm một cái áo bên trong, một cái áo 2 dây bên trong và một cái áo khoác ngoài. Một cái áo hai dây bên trong, một cái áo khoác ngoài cho em này các chị ơi. Đấy, 128, nhưng mà con này nó không dày đâu. Bọn phải nói là nó mỏng. Em nói thật là nó mỏng đấy nhá mọi người nhá. Mặc gọi là nhẹ nhàng sương sương khoác cái mùa thu thôi, chứ bảo là ấm áp thì không có đâu. Em nói thật là như thế. Áo cardigan thùng đùa chứ chị Thúy Ngọc làm em giật cả mình. Chị Nhung ơi, sao áo cardigan thừng nhà chị đẹp thế, không thể nào cai nghiện được à? Đấy, à, chị Nguyễn Thuận ơi cho em lại số nhá. À, con gấu lổi kìa. Gấu lổi xanh xanh. Gấu sổ tăng, gấu lổi á. Cái gì khách hỏi cardigan gấu á. Ok này, cardigan gấu đây các chị nhá. Con này của em còn có 3 màu thôi ạ. Cái màu đỏ đẹp nhất thì các chị lấy hết của em rồi. Bây giờ còn 2-3 cái màu này thì nói chung nó không đẹp bằng màu mấy màu kia. Em sale cho người nhá. Hôm nay sale lốt cho người 188. Đấy, hôm nay sau em không hiểu làm sao dễ tính như cafe vậy mình nói. Toàn giảm cho người 10-15.000 thôi. 188.000 đồng nhá. 188 chắc là hôm nay là thứ 7 hay sao ấy. 188.000 đồng, con này thì dày ấm nhá. Con này thì khẳng định là không dày, không lấy tiền nhá. Ok, đợi em một tí em lên cho. Áo khuy dài đây. Áo khuy dài của em là 119.000 đồng thôi ạ.
áo quy dài của em là 119 này, chất nó mềm. Đây màu kem mọi người sẽ nhìn rõ chất của nó nhá. Chất cực kỳ mềm và co giãn. Và cái phần cúc của nó là may. Ô bạn ơi, bên này hết pin rồi này. Phần cúc của nó, các chị gái, phần cúc của nó may rất là dày cho em. Lên bác nào mà ngực to, bác nào mà ngực to, các bác ấy không lo là bị hở ngực một tí nào luôn. Các chị mặc là không lo là bị hở ngực đâu. Và bản thân em mặc cũng ok này các chị gái. Đấy, bác nào mà tầm 60. Sao cứ để rung rung rùng rùng vậy? Giữ máy rồi cắm chưa? Đây nhá, 40 đến tầm 62 cân là vừa. Đây màu kem mọi người sẽ nhìn rõ chất của nó. Đây mọi người nhìn cận chất ok chưa? Len lông thỏ bông bông chưa? Em có màu này là màu kem, màu này là màu be tối cho em này, màu này là màu đen, màu tiếp theo là màu rêu, màu vàng thì em đang tạm hết nhé các chị nhá. Màu vàng đang tạm hết này. Em có màu úa, em xin lỗi, màu này là màu úa này. Hoặc bỏ hộp em hết hàng rồi, đang bị hủy đơn của rất là nhiều khách đây này. Màu này là màu lâu cho em. Và màu này của em là màu rêu nhá. Màu này của em là màu rêu. Áo em đang mặc không có thấy trong giỏ hàng anh ơi. Áo em đang mặc Carian đấu lổ đang sale lốt 188.000 đồng nhá. Con này hôm nay em sale lốt cho mọi người là 188. Con này không dày, không lấy tiền, không ấm, không lấy tiền nhá. Đây mọi người nhìn em, cái họa tiết nó lổ trực tiếp vào trên áo này. Em có màu em mặc, các chị ghi giúp em là màu xanh than này. Em có màu này là màu xanh than cho em. Màu tiếp theo các chị ghi giúp là màu hồng này. Và em có màu này là màu be cho em. Màu này là màu be cho em. 40 đến tầm 75 cân mặc vừa cho em. Đấy, các chị ghi em là Carian gấu lổi cho em nhá. Carian gấu lổi kèm màu kèm số điện thoại cho em. Con này em cất đi vào mùa em bán cho người là 220 còn rẻ. Không thì 340, 250 chứ không bao giờ có giá là 188.000 đồng này đâu. Bây giờ chẳng qua nó còn lẻ màu lẻ mẫu thì thôi em bán nốt cho mọi người cho nó gọn kho. Chứ mà em có tiền ấy, em mà kho nhà em rộng ấy. Đấy, em cất đi vào mùa em bán cho người. Đấy, cái tầm mà tắc biên một phát, tuần mà tắc biên một phát thì thôi. Dầu to. Có hàng sẵn trong nhà thì dầu to mọi người ạ. Có váy không nhung à? Có các chị ơi. Lên áo len bèo đi chị ạ. Áo len bèo là áo gì? Áo tay bồng nhá. Áo tay bồng hay là cái gì? Đây là có cái con chám này nhà em về thêm rồi. Hôm nay về được đúng 200 con rồi các chị ơi. Áo len chám nhà em là 119.000 đồng nhá. Áo len chám mai em sẽ đăng cho mọi người luôn nhá. Áo đang mặc là 210 có phải 188. Anh ơi sửa giá đi. Cái gì 188? Áo đấy sửa giá 188. Sửa rồi đấy. Sửa người chị ơi. Em sửa giá số 188 rồi đấy chị. Sửa ở đây. Áo khoác bỏ hộp hết hàng rồi, các chị đừng đặt nhá, cũng phải hủy đơn mọi người chơi. Đây, len chám, đợi đúng một tuần nay rồi mới có hàng về mà trả các chị đây. Hôm nay về là đóng hết một loạt đơn lọ các chị cả một tuần nay rồi đây mọi người này. Áo len trên xào á, áo len xanh trên cây, màu đấy là set các chị nhá. Mẫu này các chị ghi là áo len chám 40 đến 55 cân mặc vừa. Em có hai tông màu, len chám em mặc trong người em có màu be và len em sẽ gọi đủ đúng rồi. Len chám em có màu be và len chám em có màu trắng cho em nhé. Áo trơn cổ vuông à? Áo trơn cổ vuông thì em có cả nỡ, tay nỡ cũng đẹp, tay nỡ cũng đắt hàng lắm ạ. Tay nỡ của em thì là 68.000 đồng một áo và mua hai áo trở lên là 65. Tay nỡ này thì là 68. Đây là tay dài rồi. Đây là tay dài. Đây là tay nỡ. Tay nỡ đâu nhỉ bạn? Cái tay nỡ đây này, tương tự như thế nhưng mà nó có tay nỡ nhá. Đây là tay dài, còn đây là tay nỡ nhá mọi người nhá. Các chị mua một cái tay dài, tay nỡ cho em. Váy bầu 70 cân thì chị nên mặc váy cổ bẻ cũng được. Hoặc là váy polo ấy. Váy polo là cái váy mà em thấy là khách không có một chị gái nào chê. Thì chị mặc sang cái váy này này. 70 cân chị nên mặc cho cái váy này nhá. Nó co giãn, chị có thể vào đọc feedback của em. Bán lên số lượng cũng mấy trăm con ở bên đấy rồi nhưng không có một cái đánh giá 4 sao. Bạn ấy kéo test chất đi. Con này thì đợt này là em đang bị ế rất là nhiều váy. Nói thật là em đang bị tồn rất là nhiều váy nên em đang thanh lý váy nhá. Chứ không phải là giá trị của nó như thế đâu. Váy này là em đang bán là 149 thì em đang sell lốt 128. Hoặc các chị có thể mặc sang váy ấy đi. Áo vuông cổ ok bây giờ em sẽ mặc cho các chị luôn nha. Cardian á, Cardian hôm nay không có mã mới đâu. Chỉ có mấy mã này thôi. Mấy mã cũ thôi. Còn không có mã mới, có Cardian Louisimon. Không, chỉ có mấy cái Carian này thôi. Áo dạ quá chị ơi, quên mất này. Áo dạ em chỉ còn có vài chiếc đỏ thôi, màu đen thì còn nhiều này. Áo dạ quên mất không treo ra ngoài. Áo dạ của em là 159.000 đồng, 3 size XML nhá. 3 size XML. Các chị khoan ngoài nhẹ nhẹ này, khoan nhẹ ngoài nhẹ nhẹ xương xương này thôi. Size S là dưới 55,
size M là dưới 6, à em xin lỗi, size S là dưới 45, size M là dưới 50 và size L dưới 55 cân giúp em. Cho em xin tên mã hàng, đã chưa? Tên mã hàng giúp em nhá. 05 cho em xin tên mã hàng. Mẫu này các chị ghi em là áo dạ nhá, áo dạ kẻ đen và áo dạ kẻ đỏ cho em. Áo thêu chị áo váy thêu đấy là 100, em đang sale lốt 128. Thôi bây giờ em chuyển sang bán váy đi nhá chị ơi. Bây giờ em chuyển sang bán váy được chưa? Áo len trắng của em là 119.000 đồng nhá. Áo dạ hai tông màu, màu đen và màu đỏ. Màu đỏ còn ít lắm ấy, màu đỏ em nhìn còn có vài con thôi. Còn có vài con thôi, cũng không biết là còn hay không nhá. Bên trong của nó có lót bên trong này, màu nào cũng đẹp mọi người ạ. Có 159.000 đồng thôi. Ai lấy áo dạ các chị đi cứ là áo dạ cho em nhá. Áo dạ đỏ cho em. Bây giờ em sẽ like một loạt váy cho mọi người nhá. Hôm nay hơi ít áo. Còn áo nào nó không nhỉ? Hết rồi đúng không? Bây giờ em like váy đi, thôi em xả váy đi, đang bị tồn nhiều váy lắm. Đang bị tồn nhiều váy nhá. Bây giờ em sẽ xả váy. Khuyên chân thành bác là 50-60-70 cân đấy. Hay là bầu bí các chị lên mặc cái váy này. Chất nó zip, nó dày dặn, mặc nó không bị xuyên thấu bên trong. Cực kỳ thoải mái, dễ chịu. Và hàng này em đang sale rất là đậm luôn. Sale cho người là 128.000 đồng. Váy này các chị mua đâu dưới 150.000 đồng hoàn hàng của em. Mua đâu dưới 150 không cần bằng với giá 128. Bởi vì cái hàng này là em tự đặt xưởng may ra. Hàng em là hàng thêu và em may pha cho người luôn nhá. Áo dạ đúng rồi, em không bán áo dạ, em không để ở bên top top, em bán bên trang cá nhân thôi. Đấy, hàng của em là hàng pha cho các chị luôn nhá. Và hai bên của nó có túi và em làm dáng dài cho mọi người luôn. 60-70 cân vẫn vừa. Áo trơn cổ vuông tay dài chị ghi giúp em là A6 nhá chị Lắng Mai ơi. A6 là tay dài, còn tay nỡ thì các chị ghi giúp em là áo tay nỡ là được nhá. Set len bạn ơi, đưa tớ rơi cho các chị xem nhá. Váy này của em này bầu vì các chị bon chen đến tháng đẻ, bẻ cái cổ này lên cho em. Len trắng có hai màu, em có màu be và màu trắng nhá chị ơi. Đây, len trắng màu này là màu be cho em này. Và một màu nữa, màu trắng luôn nhá. Len trắng có cả màu trắng đấy nhá. Len trắng có cả màu trắng. 119.000 đồng. À, len trắng của em là 119.000 đây, được chưa? Bầu này 75 cân cũng vừa. Các chị béo thì các chị nó sẽ giãn ra, chị gái nào nhỏ thì co vào. Toàn bộ đều là đánh giá 5 sao, không có một đánh giá nào 4 sao hết nhá. Sale lốt cho người là 128.000 đồng. Em sale lốt 128 đây, sale len của mọi người đây nhá. Sale len là em chốt tại livestream cho mọi người với giá là sale len em chốt tại livestream cho mọi người với giá là 128.000 đồng nhá. Em có màu này các chị ghi giúp em là màu xanh ngọc này. Em có màu này là màu be cho em này. Em có màu này là màu rêu cho em. Và màu cuối cùng là màu đen. 40 đến tầm 55 cân mặc vừa. Em có đăng ảnh hot girl mặc rồi nhá. Em có đăng ảnh hot girl mặc rồi. Em 46 cân nha chị ơi. Em cao 45-50 và 46 cân. Sen len em vừa do cho các chị rồi ạ. Bác nào lấy váy này các chị yêu em là váy theo kèm màu kèm số. À em xin lỗi, váy theo kèm số điện thoại của em. Em cao, em lùn nhá. Váy này em lùn, em có 1m50 thì các chị cảm tưởng em mặc nó hơi dài. Nhưng 1m50 em mặc dài các chị mới mặc đẹp được. Tầm 1m55 đến các chị mặc đến mắt chân là vừa, đúng không ạ? Tầm 1m6 các chị mặc đến qua đầu gối cho em. Còn mẫu này các chị muốn mua nhà người khác thì cũng không có đâu. Bởi vì là hàng thị trường là người ta bán cho người là cái hàng mà trên đầu gối thôi. Chính nguyên bản mẫu của như hot girl mặc là phải để trên đầu gối này. Nhưng mà khách nhà em và các chị không làm mua là trên đầu gối. Chỉ mua ở qua đầu gối cho em bởi vì khách nhà em là khách công sở nên em đặt xưởng làm ra dài cho người luôn. Và đặc biệt là hàng em làm cho người hai bên có túi. Còn các chị mua nhà người khác không có túi đâu. Toàn bộ đều theo cho em nhé, chuẩn hàng đẹp cho người và chất rất là dày dặn luôn cho em. Bác nào lấy mẫu này ủng hộ em nốt nha. Mẫu này ủng hộ em nốt, em còn tồn tầm mấy chục con nữa thôi. 5-60 con nữa thôi là cũng gần hết rồi nhá. Tarian mặc thử em xem à. Thôi nhá chị nhá. Váy này các chị ghi giúp em là váy len theo giúp em này, váy len theo nhá. Váy em xin lỗi, váy theo. Váy này các chị ghi giúp em là váy theo. Các chị có muốn lên váy không? Em cao có 1m50 quá trời. Em cao có 1m50 thôi. Các chị có muốn lên váy tiếp không? Bây giờ lên cái gì này? Quần tắc ra đây các chị nhá. Quần tắc ra em có hai size SM. Size S là dưới 55 và size M là dưới 70 cân giúp em. Quần tắc ra em có màu này là màu đen. Quần tắc ra em đang flash sale cho mọi người với giá là 82.000 đồng ạ. Em có màu này là màu đen này. Màu này các chị ghi giúp là màu lâu này. Màu tiếp theo các chị ghi giúp em là màu be à, màu kem.
màu be đi, màu be này. Màu này các chị ghi giúp em là màu hồng này, và màu này các chị ghi giúp em là màu xanh lá. Size S là dưới 55 và size M dưới 70 cân giúp em. Áo len cổ tay bồng, tay bồng đi nhé mọi nhá. Con này em chốt cho mọi người với giá là 94.000 đồng một áo. Mọi người sẽ mặc cái áo này bên trong này. Các chị sẽ mặc cái áo này. Sau đó thì mix cái quần tác ta cho em cũng rất là hợp luôn cho em này. Đây nhá, mọi người để này cho em này. Xong là mọi người mix cái quần tác ta cho em là ok. Đây, các chị để này cho em này. Xong là sơ vi vào cho em này. Đỉnh có chóp chưa? Chưa bao giờ em để ở bên top top quần tác ta 82 đâu. Rẻ nhất là 99, không thì toàn là 119 đấy ạ. Guardian Bomber này. Lên váy đi tiệc đi á. Váy đi tiệc thì em không có đâu. Nhà em chỉ bán hàng gọi là bình dân để các chị mặc đi làm, đi chơi thôi. Đi tiệc không có đâu ạ. Đọc áo ren má trắng hoa. Trắng hoa ở cái gì á. Đây á, đây là len chám rồi. Đây là len nhá. Đây là chất len này. Mã này các chị ghi luôn là len chám. Len chám em có màu này là màu be cho em này. Len chám em có màu be. Và len chám màu be này. Và len chám em có màu này các chị ghi luôn là màu trắng. Chốt tại livestream với giá là 119 ạ. Túi thì là 159 đồng, túi là 159. Còn áo này là áo tay bồng. Áo tay bồng thì là 94.000 đồng. Và chất này của em là chất lì, không phải là chất len lông thỏ đâu ạ. Chất len lông thỏ nó không bồng được này đâu. Đây là chất len nó dày nhé mọi người nhé. Trên livestream mọi người nhìn thấy cái độ dày của cái áo này chưa? Đấy, chất nó dày nó tạo nên độ bồng cho cái áo. Em có màu này là màu vàng. Em có màu này là màu kem cho em. Và màu này của em là màu đen nhá, màu này là màu đen. Có váy nào có size không Nhung á? Không chị ơi, chỉ có váy body thì mới có size, còn váy suông thì không có đâu chị ạ. Đây mặc với quần tắc ra, sơ vi vào cho em thì thành một cái set đồ đỉnh của shop. 82 cộng với 94 các chị cộng vào giúp em nhá. Còn những cái kiểu đấy em mặc nhiều lắm rồi nhá. Len chám thì là free size 40 đến 55 cân mặc vừa. Có bộ dài tay chưa bác? Bộ dài tay em có cái bộ này bán đẹp lắm này. Nhân viên thì em nó cũng lấy nhiều này. Đâu rồi, đừng bỏ hết rồi nhá. Cái bộ úa úa ấy. Ôi sao quên mất không lên cái váy len này. Tại sao em có thể lên quên mất cái váy len này nhở? Váy len của em là E5 à? 138.000 đồng hàng Quảng Châu nhá. Chất len to cũng thoải mái. Đợt này em lại bán ít váy len thật. Cổ của nó cổ 3 phân. Các chị ơi mặc váy này bên trong, xong là mix với cardigan bên ngoài. Bây giờ em sẽ mặc váy này bên trong này, xong là mix với cardigan trọng người luôn nha. Ghim áo đi ạ, áo em không có, em chưa đăng ở bên này. Các chị ơi mai nhân viên thì em sẽ đăng và các chị sẽ vào đặt lại giúp em nhá. Sáng mai em sẽ bảo nhân viên đăng nha. Còn hôm nay hàng mới về nên em chưa kịp đăng ở bên này nhá. Đây các chị mặc này cho em này. Xong đó thì khoác cho em thêm một cái cardigan này bên ngoài. Mùa đông đến mà có cái màu đỏ này mà mặc đi chơi Loen thì phải nói là đỉnh của chóp luôn. Con này của em thì là K4 nhá. Em đang để bên top top là 215 thì em đang để bằng với giá trang cá nhân của em là 199 đấy ạ. Một cái set đồ. Còn váy đó mặc thì mã của nó là V5 nhá mọi người ơi. E5 em xin lỗi, E5 nhá. E5 em mặc trong người là em có màu đang mặc là các chị ghi luôn là màu E này. E5 em có màu này các chị ghi luôn là màu đen. E5 em có kẻ và E5 em có màu này là màu xanh nhá. Trong khoảng các loại là 40 đến tầm 65 cân. Thường mỗi năm là em sẽ bán tầm này, em sẽ bán những cái váy này nó rất là nhiều nhá. Nhưng mà năm nay không hiểu làm sao em bán áo, em lười bán váy lắm luôn ấy. Đấy, các chị mình mặc cái váy này bên trong không khuyết make cardigan bên ngoài cho này. Cardigan của em thì là K4 199. Áo bò gấu theo không á? Em cũng không biết còn không, hình như là hết rồi hôm nay gọn thôi, không thấy có rồi. E5 của em là 199 nhá. Em còn dây hoa đai đâu nhỉ, cái dây đai ấy. Các chị nào không thích mặc rộng như mặc là có cả kẻ đấy nhá mọi người nhá. Mọi người không thích mặc rộng như mặc thì các chị có thể thắt cái đai vào cho em. Thắt cái đai vào cho em là ok nhá. Đấy, bên này sắp hết pin rồi này. Chất len nhá, lì nhá, mềm lắm nhá mọi người. Chất len lì mềm mọi người nhìn thấy chưa ạ? Mà có 138.000 đồng thôi. Có cả màu ghi nó này mọi người. Em có cả màu ghi nhá. Các chị không thích mặc rộng thì thắt tay cho em vào là ok nhá. Lên tiếp váy cho mọi người nhá. Lên tiếp váy cho mọi người. Áo phi dài em vừa like rồi hay đợi lên lại cho. Váy này em đang sale lốt cho mọi người là 99.000 đồng. Váy tam giác này em có mỗi màu trắng. Váy tam giác này cuối cùng cũng hết, trong nhà em còn tầm 30 mấy con thôi ạ. Hôm trước là tưởng còn nhiều quá. Em nhìn trên hệ thống nhà em là mỗi màu còn tầm
màu trắng thì là còn hơn 100, màu be thì còn 70. Cuối cùng thì là bạn ấy, các bạn ấy tắm xỉ không? Các bạn quên chưa trừ hệ thống. Hôm nay kiểm tra lại số lượng thì còn có 30 mấy con màu màu trắng thôi. Còn màu be thì rất là xin lỗi mọi người, là những chị gái nào mà hôm nay đặt màu be thì mai bên em sẽ phải gọi lại hủy đơn vì hết sạch rồi ấy. Đó, chị có thể chuyển sang màu trắng cho em nhá. Bây giờ em cứ like màu trắng mà mọi người ngắm đi. Mai nếu như nhân viên em gọi lại xin lỗi các chị ấy thì có thể chuyển sang màu trắng cho em nhá. Thực ra màu trắng với là màu be nó không khác gì nhau mấy đâu. Đây, màu be, đây là màu be này. Đây là màu be của váy gấu này. Đấy, đây là màu be của váy gấu này. Còn em đang mặc là màu trắng nhá. Chất nó là chất len dệt rất là dày dặn luôn cho em. Và các chị mặc là không lo là bị xuyên thấu bên trong và có độ co giãn. Đó là bầu thì lên mặc váy này nhá. 70-75 cân cũng vừa. Trong cái tay và trong cái túi cho em dáng suông, rất là dễ mặc luôn cho em. Em sell lỗ tại livestream này là 99. Em bán là 149 và em sell lỗ tại livestream là 99. K5 là mã gì đấy bà? 99.000 đồng nhá. Mai này váy này các chị đi được váy tam sắc nhá. Không còn nhiều nữa đâu các chị ơi. Không còn nhiều nữa đâu. Có đai nhá chị ơi. Đai nhá, có cả đai tròn và đai dây. Đây là đai dây này. Đấy, cái này là đai dây cho nhá. Cái này không biết có hợp không. Không hợp. Đai này của em là đai dây nhá. Mix với áo ấy cơ. Áo vest hoặc là váy, những cái váy suông suông không có họa tiết. Còn đai này của em là đai tròn. Đai tròn thì là 49. Đai tròn là 49, đai dây thì là 59 cho em. Ai lấy váy này các chị đi là váy tam giác, anh sửa cho em 99.000 lốt đi nào. Và cái màu be và chỉ có mỗi màu trắng thôi nhá. 99.000 đồng. 40 đến tầm 75 cân bọc được. Cho cái tay trong cái túi cho em. Váy này yên tâm là mặc được đi làm thoải mái, bởi vì nó rất là dày dặn luôn cho em. Áo khoác xanh vừa treo lên là giá bao nhiêu á? 128. Đấy là cả một set, nó bao gồm một cái áo này, một cái áo hai dây bên trong và một cái áo khoác ngoài nhá. 128.000 đồng, nhưng mà chất len nó mỏng thôi nhá mọi người nhá. Cardigan xanh đi em á. Cardigan xanh đi. Váy len à, váy gấu này. Váy gấu này em chốt tại livestream. Các chị cho em xin tên mã hàng nhá. Áo khuy tay dài đấy ạ. Áo khuy tay dài là 119.000 đồng. Áo khuy tay dài của em là 119 nhá. Em có màu này các chị ghi. Đúng rồi. Áo khuy tay dài em có màu này các chị ghi giúp em là màu kem. Màu này là màu kem hoặc là màu be sáng cho này. Màu kem cho này. Em có màu tiếp theo là màu be tối này. Màu tiếp theo các chị ghi giúp em là màu đen. Màu này các chị ghi giúp em là màu úa này. Màu úa rất là đẹp cho em nhá. Màu tiếp theo là màu lâu và màu này là màu rêu. Nó có cả màu vàng nhưng hết màu vàng. Đang tạm thời hết, vẫn đang đợi hàng về để trả khách nhá. Túi em đeo là 159.000 đồng, hàng Quảng Châu. Mã của Lotte 2 để mọi người chia sẻ livestream thôi. Con này bây giờ cũng hơi hối hận vì em để cho người giá đấy đấy. Con chưa bán 179.000 đồng. Một cái túi sách hàng Quảng Châu nhá, T2. Em có màu này là màu... Màu này các chị ghi giúp em là màu màu be tối này. Màu này là màu kem. Bây giờ còn lo làm bán theo. Giờ bán rẻ đi không? Cho nó không ăn phá giá mình được. Màu đen này. Các chị sẽ đeo được hai kiểu, một là kiểu này. Hai các chị để kiểu đeo vắt chéo, các chị điều chỉnh dây nó dài hơn thì các chị đeo lại cho em. Đấy, được chưa? Một túi các chị sẽ đeo được hai kiểu. 159.000 đồng hàng Quảng Châu. Rẻ quá lắm luôn ấy. Chân váy xếp ly không có size chị ơi. Chân váy xếp ly là free size, hàng Quảng Châu nhưng mà free size nhá. Chỉ có những cái chân váy mà không có độ co giãn ấy thì nó mới là có size thôi chị ạ. Áo len còn áo len tay bồng không, như em còn chưa ơi. Áo len tay bồng của em là 94 à? 94.000 đồng nhá. Áo len tay bồng là 94 nhá. E5 có mấy màu ạ? À? E5 em có 5 màu thôi. E5 em có 5 màu. Màu be. E5 em có màu này các chị ghi giúp em là màu be tối này. E5 màu be tối này. E5 màu này các chị ghi giúp em là màu kẻ này. E5 màu này là màu ghi cho em. E5 em có màu đen này. Và E5 em có màu này là màu xanh nhá mọi người nhá. E5 màu xanh 138.000 đồng, nhưng mà len ấy, cái len là Quảng Châu ấy mọi người. Chất nó mềm lắm. Đây các chị là em dơ cho mọi người xem chất, không phải là chất khô đâu. Đấy, có màu ghi. Có màu ghi thì em thấy chất nó hơi cứng, các chị không nên mua màu ghi. Em nói thật như thế. Còn 4 màu còn lại thì chất nó rất là mềm, cam kết cho mọi người là mềm và cảm giác là nó còn mát cơ ạ. Cảm giác là nó còn mát cơ. Còn màu ghi thì em cảm giác là chất nó hơi khô. Đấy là nói thật lòng là như thế. Các chị không lấy thì em cũng đóng cho xỉ nên em không quan trọng. Em không sợ đâu ạ. Có gì là riêng hàng của khách lẻ như em là em tư vấn rất là kỹ cho mọi người.
dạ, áo dạ thì em hết hàng rồi chị ơi. Ghim váy đang mặc đi, anh ghim hộ em cái váy tam giác nhá. Váy này các chị ơi, đừng hoàng của em nhá, bởi vì em xả lỗ rồi, em đang bán là 149 nhá. Giờ là em bán sang hàng mùa đông rồi nên là em không bán váy nữa thì em mới sell lốt cho người. Váy len vừa lấy các chị ghi luôn là E5. Chân váy semi là 99.000 đồng hàng Quảng Châu đây. Mã này là CV1 nhá mọi người nhá. Cái mắt ND này này. Cái mắt ND này là sẽ là hàng Quảng Châu nhá mọi người nhá. Cái ND này này, lâm đầu tiên là em bán lẻ ra cho người là 129 hay 135 gì ấy. Đấy, xăm Adolf 135. 145, năm đầu tiên là 145, năm ngoái em mới bán ra cho người là 125. Còn năm nay là em tự gọi hàng Quảng Châu về thì bán rẻ cho người là 99.000 đồng. Cái xuông hình đôi dép đi để em đặt trên này luôn á. Hết rồi mà em, hình như đôi dép và một chiếc màu rêu đúng không? Đóng hết đơn chưa? Dép hôm qua nó xả không? Có, tối hôm qua cái ấy nó xả hết rồi. Còn mỗi một chiếc màu rêu, hôm nay tao gấp hàng còn một chiếc rêu. Đôi giày đôi dép ấy. Có mỗi chiếc rêu thôi chị ơi. Áo cổ tròn ý chị, áo cổ tròn không có trên này đâu, các chị đặt cũng chẳng có đâu. Phớt lên thì hôm nay nhà em không có hàng mới đâu, toàn những hàng cũ thôi. Hai cái mẫu này này, có hai mẫu này này. Đấy, còn là những mẫu mới là hôm nay không có đâu. Hôm nay không có hàng nhá. Đang đợi hàng về, từ mấy hôm trước là bán hết sạch rồi. Mấy cái mẫu hot hôm trước là hết sạch hàng rồi các chị ạ. Mẫu này của em thì váy bò đi, xả váy bò. Váy bò này em sell lốt cho mọi người với giá là 115.000 đồng. Em xả lỗ rồi nhau rồi nhá. Cái váy bò này em bán lẻ ra là 159. Đấy, xong là đang đắt hàng tự dưng ế cũng chẳng hiểu tại sao luôn. Tự dưng trời đang nắng xong rồi cơn gió mùa thì một phát là các chị chỉ mua len thôi, các chị không mua váy nữa. Đâm ra em bị tồn. Em thanh lý. Em bảo lỗ là em lỗ và lãi là em lãi nhá. Bạn có chốt đơn inbox nó rất là nhiều. Bây giờ các chị nhắn tin khéo phải tối ngày mai thì em mới dép đến các chị. Đây là cốt nhất là các chị để lại số điện thoại. Nhân viên thì em sẽ có gọi lại tư vấn cân nặng chốt sai, gọi điện cho các chị cho nó nhanh. Ghim chân váy đi chị, anh em mở cái chân váy CV1 sửa giá cho em ở bên này để 125. Từ từ nhá. Cái chân váy đấy thì trên top này em vẫn đang để 125 thì em sẽ để cho người là 99. Khi nào các chị thấy đang ghim rồi ấy thì bảo em để em bảo chồng em sửa cho mọi người. Chân váy xếp ly không hiểu bọn mấy đứa để mã gì á. Ghim váy rêu á, ghim váy rêu từ từ để chị nhận. Màu sắc nào? Đen. Ở trong bảng màu đấy có những màu gì thì anh cứ ghim màu đấy thôi, đủ màu. Đủ màu á. Đang ở trên hệ thống đấy đang để bao tiền? 115 á. Thế bọn nó cũng đang hạ rồi đấy. Xả xuống 99, ghim xuống 99.000 đồng. Đầm dơ đen là mã gì? Đầm mới dơ đen là dạ, mã gì? CV1 nhá, đợi em tí. Tí nữa em mặc lại cho. Để em xả lốt mấy cái váy này đi đã. 99.000, 115.000. Váy bò tay hến thôi em. Váy bò tay hến sell lốt cho người với giá là 115.000 đồng. 159.000 đồng xả xuống 115.000. Em có bao giờ ăn giày với chị đâu. 15-20.000 đồng là chắc chắn là lỗ rồi nhá mọi người nhá. 40 đến tầm váy em mặc là 40 đến tầm 58-60 cân là mặc ok nhá. 58-60 cân là mặc ok nhá. Sell luôn cho người là 115.000. Em mặc nó hơi bị dài bởi em lùn nhá. Em có 1m50 thôi. Nhưng mà em mặc nó tầm 1m50 các chị, tầm 1m55 đổ lên là mặc sẽ đến bắp chân là vừa. Tầm 1m6 thì các chị mặc qua rồi vốn là rất là đẹp luôn cho em nhá. Còn em mà mặc đẹp ấy không bao giờ các chị mặc đẹp được đâu. À, đầm vừa dơ lên là các chị yêu là CV1 nhá. Chân váy CV1. Chân váy CV1 em có màu này là màu đen. Áo bomber đi chị ok luôn này. Em có màu đen này. CV1 em có màu này là màu xanh, em xin lỗi, màu này là màu be này. Màu này là màu tiếp theo là màu lâu nhạt, có cả màu lâu đậm nữa. Và màu này là màu xanh nhá. Màu này là màu xanh cho em. Áo khuy dài tay á, áo khuy dài tay của em là 119 ạ. Ghi là váy bò tay thế mix xem lốt 115. Ăn thì đã ăn rồi. Bây giờ là cái giây phút là nhả ra các chị ơi. Cuối mùa giờ là phải dọn kho, phải thu hồi vốn ấy, nên là giá nào cũng bán, nhưng đừng bảo là bán hàng mà có chuyện là bán lỗ chắc chắn nhá các chị nhá. Đây các chị ơi, áo hai dây của em là 49.000 đồng hàng Quảng Châu, bạn ấy kéo ra các. Đấy các chị thấy chưa,
Đây cái áo này em còn bán cho mọi người có 49.000 đồng cơ. Em bao mọi người kiểm tra hàng nhá. Lên mua một cái áo này. Các chị ơi là con gái lên mua một cái áo này cho em nhá. Em bóp cho mọi người này, rất là mềm luôn cho em. Đi ngủ cho em, thay thành cái áo con đi ngủ, mặc nó đỡ khó chịu. Nó tốt cho sức khỏe của mình đúng không? Mà sáng dậy mình đi ra ngoài các thứ này mình mặc nó rất là tiện đúng không ạ? Nếu như mà trong nhà có người lớn mặc rất là tiện luôn cho em này. Đấy 49.000 đồng, mặc bên trong cho em như này, sau đó khoác với áo vest, áo da, áo dạ, rồi là kể cả mặc không với cái áo này thì mặc với cái quần bomber cho em là đỉnh của chóp luôn nhá. Áo hai dây rất là dày dặn cho em, 49.000 đồng, hàng Quảng Châu, kéo thoải mái cho em, cho ship đến rất thoải mái. Đất thì cho các chị, được chưa? Đất thì cho các chị, ok chưa? Đây bên trong của nó có đệm mút và được các chị quay máy giặt thoải mái, nó không bị rơi đâu, nó không hề bị rơi. E5 chưa có trong giỏ hàng thì chị lấy, chị ghi vào phần ghi chú cho em là lấy màu xanh cho em là được. Lấy màu xanh là các bạn nhân viên sẽ đóng cho các chị màu xanh nhá. Quay máy giặt thoải mái không rơi đâu ạ. Còn xếp bộ bò đen em hết hàng rồi chơi. Lên tay phồng, ok các chị luôn. Anh ghi váy gấu cho các chị đi. Váy gấu này em vẫn đang xả lốt cho người là 129 nhá. Váy kẻ gấu 119 như xeo lốt 129. Váy này thì em đâu để bắt là vừa hỏi cái này nhỉ? Đây nhá, áo tay bồng đây. Áo tay bồng đấy nhá. Áo tay bồng của em đang cầm trên tay là màu vàng này. Em xin lỗi, màu này vừa gọi là màu úa đúng không? Hay màu vàng nhỉ? Em có màu này là màu úa cho em này. Em có màu này là màu kem, màu be cho em này. Và màu này là màu đen cho em. 40 đến tầm 62 cân mặc vừa. Áo bò thêm hết hàng rồi mà chị ơi, hết hàng. Mẫu này các chị yêu em là len quy. Len quy của em là trong giỏ hàng là gì nhỉ? Tên là gì em không nhớ, các bạn em để bên này là gì luôn đấy. Đấy, đấy. Đấy. Cũng len quy luôn gì. Đấy chất len mềm lắm ạ. Đấy. 119 nhá. Thì em có màu này là màu kem. Màu này là màu be tối về đi. Em có màu này các chị yêu màu đen. Màu này các chị ghi giúp em là màu úa này. Màu tiếp theo là màu nâu này. Và màu này các chị ghi giúp em là màu dê. Màu này là màu dê cho em nhá. Màu dê cho em nhá. Tìm váy đôi dép đi shop này. Váy đôi dép anh xem nào. Tìm cho em váy đôi dép. Váy dày gì? Váy dày còn đúng một chiếc màu rêu. Tất cả những màu khác khóa vào để đúng một chiếc màu rêu rồi. Ghim 2 giây đi chị, ok cho em một tí. Còn bumper có mỗi bumper màu nâu thôi. Bumper có mỗi màu nâu thôi. Em lên mốt con này em tắt like đây muộn lắm rồi mọi người ạ. Áo len tay bồng là 94 ạ. Áo len tay bồng là 94 nhá. Váy đen cổ trắng với chị này. Váy đen cổ trắng. Váy đen cổ trắng á. Váy đen cổ trắng. Đây á chị, váy là V11 hay V9 nhỉ? V9 em cũng đang xả lốt là 99.000 đồng đấy, toàn thanh lý thôi mọi người. V9 em đang xả lốt là 99.000 đồng. Em có màu này là màu, em có màu này của em là màu ghi. Và em có màu này là màu đen nhá. Màu ghi và màu đen thanh lý nốt cho mọi người là 99.000 đồng. V9 mua em nhá, 99.000. 40 đến 65 cân mặc vừa và hai bên của nó có túi nhá. Áo theo baby doll hoa, áo theo baby doll hoa còn hàng rồi. Áo này nhà em các chị yêu là áo bèo nhá, áo bèo, áo len bèo. Em có màu này là màu kem và màu này là màu xanh than này. Con này là em đang sale lốt cho người là 99 ạ. Con này em đang sale lốt cho người là 99 nhá các bạn nhá. Có quần đùi nhung không shop em có, nhưng mà trên này em chưa đăng. Mai em sẽ bảo nhân viên đăng để các chị đọc nhá. Quần nhung trên nhà em có 90.000 thôi. 3 size SML nhá. 40 đến 62 cân. Đây, nhung ren đây. Chất cứng nhá. Bên trong của nó lót bên trong tạo lên cái form đứng cho cái quần nhá. Hai bên của nó có túi. Áo đây các chị ghi là áo hoa bèo giúp em. Váy nó mặc là 40 đến tầm 58 cân. Em đang sale lốt là 115.000 đồng cho một cái váy bò. 115.000 đồng trong cái váy bò. Anh ghim xong chưa? Ghim đôi dép xong chưa? Ghim nốt hay? Không tìm được chị ơi, chắc là bạn ấy hết hàng rồi, bạn ấy khóa vào rồi. Bạn ấy khóa vào rồi. Chị inbox đi, bảo nhân viên nhà em mở ra cho các chị. Bây giờ em tắt like nhá. Chị gái nào có đơn thì để nghe điện thoại nhân viên em gọi điện chốt đơn. Các chị thấy hoặc cổ quà nhỡ thì gọi lại xuống. Đơ bên này.
Chị gái nào để ý nhá, các chị để ý nghe nhân viên chốt đơn nhá. Các chị thấy cuộc gọi nhỡ thì gọi lại giúp em với. Và chị gái nào mà chưa chốt được tại livestream này thì mọi người có thể xem lại livestream này và comment trực tiếp tại livestream này. Bên em vẫn gọi điện và chốt đơn như các chị xem trên livestream bình thường. Cảm ơn mọi người nhá. Em tắt live đây.